Rước voi về dày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, phần 1. Rước voi về dày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, hai câu đao to búa lớn không một chút thông cảm, đầy vẻ hận thù để gán cho hai nhân vật lịch sử là vua Chiêu Thống Lê Duy Kỳ và vua Gia Long Nguyễn Phước Ánh của một số sử gia hãnh diện về đạo đức chí công vô tư của người viết sử. Từ đó, hai câu trên được lan truyền ra đại chúng, rồi có những người vì quá hận thù do những sử gia trên truyền tụng để không một chút suy nghĩ, không đặt mình vào thời đại lịch sử, đã tùy tiện thẳng thừng nện những búa rìu chí mạng lên hai nhân vật lịch sử trên và gọi hai vị là hai tên bán nước cầu vinh. Cũng nên nói liền ở đây là vua Chiêu Thống nhờ Trung Quốc giúp và quân Trung Quốc đã đặt chân lên đất nước Việt Nam, còn vua Gia Long cũng có nhờ Pháp giúp. Nhưng khi thấy thế quân sự của mình có thể bình định được Giang Sơn mà tổ tiên đã dày công gây dựng thì đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ của Pháp, vì thế mà không có quân chính quy của Pháp trên đất nước Việt Nam. Theo tôi thì không chỉ có hai vị nguyên thủ quốc gia trên mới đi cầu viện ngoại bang, mà ngay từ xưa cho đến thế kỷ thứ 20-21 cũng còn có các vị nguyên thủ quốc gia của một số quốc gia đi cầu ngoại viện. Đó cũng chỉ là sự vạn bất đắc chỉ nhất thời. Các nguyên thủ quốc gia đều biết rằng trong chiều dài của lịch sử, giữa bạn bè thân thiết với nhau thì có những sự giúp đỡ nhau không vụ lợi, nhưng còn đối với các quốc gia thì sự giúp đỡ nhau đều có tính toán trục lợi cả. Nhờ ngoại bang giúp thì sớm muộn gì rồi cũng phải trả một cái giá rất đắt. Vậy một khi đã lâm vào cảnh vạn bất đắc dĩ thì phải chuẩn bị trả nợ với một giá rẻ nhất có thể có để khỏi làm hại nước, hại dân. Theo tôi thì từ khi lập quốc cho đến thế kỷ thứ 21 này, không có một vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam nào và cũng không có một người dân Việt Nam nào làm cái chuyện khờ dại, rước voi về dày Mã Tổ hay cổng rắn cắn gà nhà cả, mà chẳng qua là sự vạn bất đắc chỉ nhất thời trong một tình thế đất nước khó khăn mà thôi. Nói đến lịch sử thì phải đặt mình vào thời đại lịch sử đó. Nền quân chủ Việt Nam xưa, theo quan niệm Nho giáo, triều đại là đất nước, phản lại triều đại được xem như là phản lại đất nước, trung quân, ái quốc. Những vị vua khai quốc đã đánh đuổi ngoại xâm vì triều đại trước đã quá suy yếu, không kham nổi công việc này, hay vì gian thần, ấu chúa mà các vị đã tự lập lên làm vua. Theo Nho giáo, đó là mệnh trời ban, thiên tử. Còn những vị vua kế vị thì theo nền quân chủ tôn quân tập truyền, nên ngoài bổn phận và trách nhiệm giữ gìn cho đất nước hùng mạnh, nhân dân an lạc, thì còn có bổn phận và trách nhiệm giữ gìn triều đại, đất nước mà cha ông đã dày công gây dựng. Đó là một bổn phận, một trách nhiệm nặng nề mà các vị vua kế nghiệp buộc phải gánh vác. A. Rước voi về dày Mã Tổ, vua Lê Chiêu Thống. Trong một hoàn cảnh cực kỳ rối loạn, với Trịnh Bồng, Đinh Tức Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ, Dương Trọng Khiêm, vua Chiêu Thống không có quyền hành, không có tiền bạc cùng binh lính gì hết, nhưng vua đang có bổn phận gìn giữ tiền đồ của tổ tiên để lại gần khoảng 360 năm, nên xuống chiếu cần vương. Nguyễn Hữu Chỉnh được Nguyễn Huệ cho trấn thủ Nghệ An đã đáp ứng lời chiếu cần vương để trục lợi cho riêng mình. Năm 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh đánh tan quân Trịnh, rồi nắm trọn quyền chính trong tay, còn muốn phản lại Tây Sơn bằng cách đòi trả lại Nghệ An cho nhà Lê. Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc giết Nguyễn Hữu Chỉnh, còn vua Lê Chiêu Thống thì chạy trốn ra Kinh Bắc. Thái hậu, mẹ vua cùng con trai vua được các quần thần phò tá sang Long Châu thuộc nhà Thanh gặp Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị và Tuần phủ Quảng Tây Tôn Vĩnh Thanh cầu xin cứu viện. Tôn Sĩ Nghị tâu lên vua Càn Long và được Càn Long chấp thuận. Tôn Sĩ Nghị bèn điều động quân bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu kéo sang Đại Việt, sai Lê Quýnh, Nguyễn Quốc Đống về tâu lại với vua Chiêu Thống. Vua bấy giờ mới biết, liền sai tham tri chính sự Lê Duy Đảng và Hàn Lâm Hiệu Thảo Trần Danh Án đi đường tắt lên đón quân nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị đưa vua Chiêu Thống về Thăng Long và phong cho làm An Nam Quốc Vương. Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh sang Thăng Long, bèn lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Quang Trung, dẫn quân ra Bắc phá tan quân Thanh. Vua Quang Trung vào Thăng Long ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, ngày 30 tháng 1 năm 1789. Vua Chiêu Thống theo tàn quân của Tôn Sĩ Nghị sang Trung Quốc và xin cho quân cứu viện một lần nữa, nhưng vua Càn Long đã già yếu, không muốn chiến tranh nữa, nên hứa hảo với vua Chiêu Thống rồi phong vua Quang Trung làm An Nam Quốc Vương. Vua Chiêu Thống cùng bầy tôi phản đối kịch liệt, Càn Long bèn an trí tôi thần nhà vua, mỗi người một ngã, không liên lạc được với nhau. Năm 1792, người con trai chết, nhà vua thấy tuyệt vọng và chán nản, lâm bệnh rồi qua đời ngày 16 tháng 10 năm Quý Sửu năm 1793 tại Yên Kinh.
nhà Thanh an táng vua theo nghi thức tước công. Năm 1804, dưới triều vua Gia Long, vua Gia Khánh nhà Thanh cho phép đưa linh cữu vua Lê, Thái Hậu và con trai của vua Chiêu Thống về nước. Tháng 11 âm lịch cùng năm, táng nhà vua ở Lăng Bàn Thạch, nay là xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo Nguyễn Gia Kiển, trong Tổ quốc ăn năn, mấy chữ đao to búa lớn, rước voi về giày Mã Tổ không có trong sử sách. Cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí của dòng họ Ngô rất gắn bó với Tây Sơn cũng không hề lên án vua Lê Chiêu Thống, trái lại còn bày tỏ sự cảm thương. Sáu chữ đó chỉ có sau năm 1945 vì mục đích chính trị. Các sử gia cho rằng vua Lê Chiêu Thống là một vị vua nhu nhược và hèn nhát, nhưng theo Nguyễn Gia Kiển thì nhà vua là con người rất có đảm lược và bản lãnh, không ngại vào sinh ra tử để không để mất tiền đồ mà tổ tiên của nhà vua đã để lại gần 400 năm, 372 năm. Thật là tội nghiệp, nhờ quân nhà Thanh cũng chỉ là chuyện vạn bất đắc dĩ mà thôi. Dưới triều Tự Đức, vua Dực Tông Anh đã viết: nhà vua bị người ta lừa gạt, bị giám buộc ở quê người đất khách, đến nỗi lo buồn phẫn uất, ôm hận mà chết, thân dẫu chết nhưng tâm không chết. Tục truyền rằng khi cải táng nhà vua, trái tim nhà vua còn nguyên vẹn, kể cũng đáng thương. Vậy nên truy đặt tên Thụy là Mẫn Đế và đến triều Kiến Phước năm 1884 được phong là Mẫn Hoàng Đế. Nhà vua được thờ ở đền thờ các vua nhà Lê ở thôn Kiều Đại thuộc tỉnh Thanh Hóa với danh xưng Nghị Hoàng Đế. Xem Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển thứ 47 trang 1000-1001. Cũng nên nói thêm, cha vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh thì con vua Bảo Hưng Quang Toản, con vua Quang Trung lại sai phái đoàn sứ giả Nguyễn Đăng Sở năm 1801 sang tàu nhờ giúp quân khi bị Nguyễn Ánh đánh thẳng ra Bắc. Tuy nhà Thanh không giúp nhưng Quang Toản cũng đã sai sứ sang tàu cầu viện. Xem Đại Nam Liệt Truyện nhà xuất bản Thuận Hóa năm 1993 tập 2 trang 537, ghi tắt Liệt Truyện Huế năm 1993. Vậy Quang Toản cũng có ý rước voi về giày Mã Tổ à? Hay cũng vì vạn bất đắc dĩ? B. Cổng rắn cắn gà nhà, vua Nguyễn Gia Long. Trong cuốn Tổ quốc ăn năn, Nguyễn Gia Kiển đã nói về Nguyễn Ánh. Nếu nỗi oan khiên kéo dài của Lê Chiêu Thống có thể giải thích được, thì sự lên án Nguyễn Ánh là cổng rắn cắn gà nhà lại càng khó hiểu. Nguyễn Ánh bị nhiều người lên án là đã rước quân Pháp vào Việt Nam, để rồi Việt Nam bị Pháp đô hộ. Điều này hoàn toàn sai. 1. Nhờ quân Xiêm giúp. Qua Xiêm lần thứ nhất, cũng vì nhờ Nguyễn Hữu Thụy, Thoại Ngọc Hầu, tướng của Nguyễn Ánh, lúc trước không đánh mình do Chân Lạp cầu viện, còn làm một hiệp ước liên minh quân sự, bẻ tên ăn thề. Xem Liệt Truyện Huế năm 1993 trang 567, nên ba vua Xiêm Chất, Tri, Sô Si và cháu là Ma Lặc, vua thứ nhất, vua thứ hai và vua thứ ba làm vua cùng một lúc, có ý giúp Nguyễn Ánh. Trong lúc Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh đuổi đến cùng, tháng 2 âm lịch năm 1784, trước là sau cuộc bại trận ở Bến Nghé, Chu Văn Tiếp chạy sang Xiêm cầu viện. Vua Xiêm bằng lòng, sai tướng là Thác Sĩ Đa đem thủy quân sang Hà Tiên, tiến là sang cứu viện mà ngầm dặn đón vua sang nước họ. Tướng Xiêm cố mời vua sang Xiêm, vua bất đắc dĩ phải theo lời. Mùa hạ tháng 6, vua từ nước Xiêm đem quân về Gia Định. Vua Xiêm sai hai cháu là Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem 2 vạn thủy quân và 300 chiến thuyền để giúp. Xem Thực Lục tập 1 trang 128 đến trang 134. Thực Lục tập 1 trang 134 viết: vua lấy Chu Văn Tiếp làm Bình Tây Đại Đô Đốc, điều bát các quân. Ngày Nhâm Thìn xuất phát từ thành Vọng Cát đi ra cửa biển Bắc Nôm. Mùa thu tháng 7 năm 1784, quân ta tiến đánh được đảo Kiên Giang, phá được đô đốc giặc là Nguyễn Hóa ở sông Trấn Giang, rồi thẳng đến xứ Ba Sắc, Trà Ôn, Mân Thích, Sa Đéc, chia quân đóng đồn. Lấy Mạc Tử Sinh làm tham tướng Trấn Hà Tiên, quản lý binh dân sự vụ. Sai cai cơ Trịnh Ngọc Trí đem mật chỉ đến các đồn chiêu dụ những bề tôi cũ và những sĩ dân hào kiệt. Ngọc Trí đến Liêm Áo, Vũng Liêm, phó đốc chiến giặc là Lý, không rõ họ, vân mệnh đem quân sở bộ đến hàng. Mùa đông tháng 10, ngoại tả chưởng chinh Bình Tây Đại Đô Đốc Chu Văn Tiếp đem thủy quân đánh giặc ở sông Mân Thích. Chưởng tiền giặc là Bảo Cự chiến hồi lâu. Văn Tiếp nhảy lên thuyền, bị giặc đâm trúng. Vua vẫy quân đánh gấp, chém được chưởng tiền Bảo. Quân giặc bị tử thương rất nhiều, phải bỏ thuyền chạy. Phò mã giặc là Trương Văn Đa chạy đến Long Hồ.
quân ta bắt được thuyền ghe khí giới rất nhiều. Văn Tiếp bị thương nặng, hét lớn lên rằng: "Trời chưa muốn dẹp giặc Tây Sơn à, rồi chết." Lại có một thuyết nói trận ấy quân ta đã phá được thuyền giặc đậu ở bờ sông, Văn Tiếp nhảy qua thuyền khác, bị mũi gươm trần đâm phải mà chết. Vua Thương Tiếp điếng người, than rằng: "Văn Tiếp cùng ta chung cuộc vui buồn, nay đến nửa đường bỏ ta, thực khiến tình người khó nổi. Cho gấm lụa để hậu táng." Năm Minh Mệnh thứ 5, Tông Tự ở Thế Miếu. Năm thứ 12, Phong Lâm Thao, Quận Công. Cũng vì cái hiệp ước liên minh quân sự đó mà tháng 2 âm lịch năm Mậu Ngọ năm 1789, Xiêm bị Miến Điện đánh, Xiêm cầu viện. Nguyễn Ánh sai tướng Nguyễn Hoàng Đức và tướng Nguyễn Văn Trương đem binh thuyền đi cứu viện. Đến Côn Lôn, biết tin quân Xiêm đã thắng rồi, bèn rút quân về. Xem Thực Lục tập 1 trang 217 và Liệt Truyện Huế năm 1993 trang 567. Tháng 12, Nguyễn Nhạc nghe tin cáo cấp, tức thì sai Nguyễn Huệ đem binh thuyền vào cứu Sài Gòn. Quân Tây Sơn bị thua nhiều trận, quân Xiêm đâm ra Tự Cao, Tự Đại, đi phá phách, khuấy nhiễu dân lành, làm cho Nguyễn Ánh định bỏ gia định. Vua thấy quân Xiêm tàn bạo, đến đâu là cướp bóc đến đấy, nhưng dân ta oán rất nhiều, bảo các tướng rằng: "Muốn được nước phải được lòng dân, nay Chu Văn Tiếp đã mất, quân Xiêm không ai chế ngự được. Nếu được gia định mà mất lòng dân thì ta cũng không nỡ làm, thà hãy lui quân để đừng làm khổ nhân dân." Thực Lục tập 1 trang 134. Nguyễn Huệ cũng thấy bị thua hoài, đâm ra chán nản, muốn đem quân về. Cũng may có tướng của Nguyễn Ánh, hàng quân Tây Sơn là Lê Xuân Giác, bày kế cho Nguyễn Huệ, đem hết quân mạnh mai phục ở Rạch Gầm và ở sông Xoài Mút thuộc tỉnh Định Tường, rồi dụ quân Xiêm lại đánh. Tướng Xiêm là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, không hiểu địa thế khó dễ ra sao, cậy mình thắng luôn. Bèn dẫn quân tiến thẳng đến Mỹ Tho, cuối cùng bị phục binh của Tây Sơn, thủy bộ hai mặt ập đánh. Chiêu Tăng và Chiêu Sương thua to bỏ chạy, chỉ còn vài nghìn lính theo đường núi Chân Lạp mà chạy về. Nên nói thủy quân của Nguyễn Huệ ở trận này là hải tặc. Xem Thực Lục năm 1784, trang 134, và De Murray, Pirates of the South China Coast năm 1790 đến năm 1810, in năm 1987, trang 65. Qua Xiêm lần thứ 2. Sau trận Mỹ Tho, các tướng của Nguyễn Ánh cũng đều vỡ chạy. Nguyễn Ánh về lại Trấn Giang, may gặp được Mạc Tư Sinh, bỗng đi thuyền tới. Nguyễn Ánh bèn sai Tử Sinh và Cai Cơ Trung, không rõ họ, cậu Chu Văn Tiếp sang Xiêm báo tin. Tháng 3 âm lịch năm 1785, quân Tây Sơn đuổi bức sát đến Thổ Châu. Nguyễn Ánh lại sang đảo Cổ Cốt, gặp Cai Cơ Trung, đem binh thuyền Xiêm đến đón. Nguyễn Ánh bèn sang Xiêm: "Bầy tôi đi theo có khoảng 20 tướng và 200 quân với 5 chiến thuyền là chiếc Phượng Phi, Bằng Phi, Hùng Trì, Chính Nghi và Thuyền Ô." Tháng 4, Nguyễn Ánh đến thành Vọng Cát. Vua Xiêm nhân hỏi tình trạng sự thất bại. Nguyễn Ánh nói: "Ngài trọng tình láng giềng giao hảo cho quân sang giúp. Nhưng vì Chiêu Tăng, Chiêu Sương kiêu ngạo và phóng túng, tới đâu cũng tàn bạo, dân đều oán cả, cho nên đến nỗi thất bại." Vua Xiêm giận lắm, muốn chém Chiêu Tăng và Chiêu Sương. Nguyễn Ánh lại can, vua Xiêm mới thôi. Thực Lục tập 1 trang 135. Nguyễn Ánh cho rằng thế giặc Tây Sơn đang còn mạnh, đành xin trú ở Long Kỳ, Xiêm gọi là Đồng Khoai, ở ngoại thành Vọng Cát, sai người đi rước mẹ cùng gia quyến sang Long Kỳ. Từ đó sai quân khai khẩn đất hoang để tự túc. Các tướng nghe tin cũng đem quân sang tụ họp ở đây. Nguyễn Ánh một mặt lo luyện quân, một mặt sai các tướng ra các đảo ở Vịnh Xiêm La lo đóng thuyền tập trận. Tháng 2 năm Bính Ngọ năm 1786, Yến Điện do Ba Đường tiến binh xâm lấn đất nước Xiêm, vua Xiêm tự đem quân chống cự. Trước là để cảm ơn các vua Xiêm đã cho trú ngụ, sau cũng để cho các quân tướng có dịp thực tập. Nguyễn Ánh xin làm tiên phong, sai Lê Văn Quân và Nguyễn Văn Thành đi trước, dùng ống phun lửa để đánh. Quân Yến Điện sợ chạy, chết không kể xiết, bị bắt 500 người. Tháng 3, quân Chà Và lại đánh Xiêm. Nguyễn Ánh sai Lê Văn Quân đem thủy binh cùng với vua thứ hai nước Xiêm đánh dẹp được. Hai vua Xiêm thán phục và xem trọng quân tướng ta, đem vàng lụa đến tạ, đãi ngộ rất hậu và muốn giúp quân một lần nữa cho Nguyễn Ánh thu phục lại gia định. Đây cũng chỉ là một hiệp ước giúp đỡ nhau giữa hai nước, tuy không có văn bằng. Nguyễn Ánh bàn lại với các tướng, thì Nguyễn Văn Thành cho rằng nếu mượn quân Xiêm thì có thể xảy ra chuyện hiếp đáp dân mình như lần trước năm 1784, vả lại mượn quân nước ngoài thì thắng hay thua gì, đưa di địch vào trong tâm phúc thì sợ để lo về sau này.
Nguyễn Ánh và các tướng cho là phải nên từ chối việc mượn quân. Thực Lục tập 1 trang 136. Tháng 2 năm Đinh Mùi năm 1787, Nguyễn Nhạc sai Đông Định Vương Nguyễn Lữ và Phạm Văn Tham giữ Gia Định. Tháng 7, Nguyễn Ánh lén đưa quân, tướng cùng gia đình về Hòn Tre, chỉ để lại một cái thơ cảm ơn các vua Xiêm. Khi vua Xiêm biết thì Nguyễn Ánh đã đi khỏi Xiêm rồi. Sau vài trận đánh với quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh chiếm lại thành Gia Định vào tháng 8 âm lịch năm 1788. Không thể coi Nguyễn Ánh là cọng rắn khi ông sử dụng quân Xiêm như một công cụ để tăng cường sức mạnh của quân đội do ông và các tướng Việt chỉ huy. Việc quân Xiêm lợi dụng cơ hội để tàn hại dân lành là một tình huống bất ngờ trong chiến tranh, nằm ngoài dự kiến của cả phía Việt lẫn phía Xiêm. Tất nhiên, Nguyễn Ánh và các tướng của ông phải chịu trách nhiệm về biến động này, và như những phát biểu của ông với các tướng, điều này chỉ có tính nhất thời và vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của phía Việt. Nếu quân Xiêm được đưa sang Đại Việt nhằm mục đích xâm lược, vua Xiêm đã không nổi trận lôi đình, đòi mang hai người cháu ra chém đầu về những việc làm tệ hại mà binh lính của họ đã gây ra. Hải Phỉ, Tề Ngôi. Nói đến Nguyễn Ánh thì phải nói đến vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhưng hiện giờ, đụng đến vua Quang Trung thì cũng như đụng đến một tôn giáo vậy. Vì lý do chính trị cũng có, vì những người lấy tâm tình viết sử cũng có. Họ đã thổi phồng vua Quang Trung, gán cho vua Quang Trung những đức tính mà nhà vua không có, những điều mà nhà vua chưa từng làm tới, chưa từng nghĩ tới, rồi thần thánh hóa vua Quang Trung, biến nhà Tây Sơn như một tôn giáo vậy. Xem Tiểu Minh Di, không nhớ tên tác phẩm của ông nói về vua Quang Trung. Nguyễn Văn Lục, nhìn lại sử liệu viết về Nguyễn Huệ Quang Trung và Gia Long Nguyễn Ánh, Nguyễn Gia Kiển, Tổ quốc ăn năn. George Dutton, ý kiến nói Tây Sơn giải phóng nông dân chỉ là huyền thoại, vân vân. Những hàng sau đây chắc sẽ làm phật lòng một số người. Nguyễn Ánh nhờ quân Xiêm giúp. Ở trên đất Nam Hà từ tháng 6 âm lịch năm 1784 đến tháng 12 âm lịch năm 1785 thì bị Nguyễn Huệ đánh tan. Vậy quân Xiêm chỉ ở trên đất Nam Hà khoảng chừng 6 tháng, thế mà mang tiếng cọng rắn cắn gà nhà. Còn Tây Sơn, trong đó có Nguyễn Huệ, đã nhờ tụi hải tặc tàu đánh quân nhà Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn trên 20 mấy năm trời thì không cọng rắn cắn gà nhà à. Tuy vua Quang Trung có dùng hải tặc tàu để đánh quân Thanh, Sam de Murray, Pirates of the South China Coast năm 1790 đến năm 1810, in năm 1987, Nguyễn Duy Chính, vai trò của Hải Phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu, Lê Nguyễn, quan hệ giữa nhà Tây Sơn với hải tặc Trung Hoa, George Dutton, mối quan hệ giữa Tây Sơn và hải tặc Trung Hoa, v.v. Nhưng cũng chỉ trong một tuần hay 10 ngày là cùng, không như trên 20 năm để đánh quân nhà Nguyễn, gà nhà. Sau đây là một số tên của những tướng cướp Tề Ngôi mà nhà Tây Sơn đã dựa vào, có lợi cho cả hai bên. Ngoài Lý Tài, Tập Đình, còn có hàng chục đô đốc, đại đô đốc Bảo Đức Hầu, Trần Thiên Bảo, đại đô đốc Đông Hải Vương, Mạc Quang Phù, đô đốc Lương Văn Canh, đô đốc Phàn Văn Tài, đô đốc Phùng Liên Quý, đại tư mã Trịnh Thất, đô đốc Kim Ngọc Hầu, Trịnh Duy Phong, đại đô đốc Bình Ba Vương, Ô Thạch Nhị, đô đốc Lương Bảo, đô đốc Hiệp Đức Hầu, Lương Quý Hưng, đô đốc Trịnh Lão Đồng, Trịnh Lưu Đường, đại đô đốc Bình Ba Vương, Đàm A Chiêu, đô đốc Trịnh Nhất, Trịnh Văn Hiển hay Trịnh Diệu Nhất, đô đốc Tiến Lộc Hầu, Luân Quý Lợi, đô đốc Phạm Quang Hỷ, Trịnh Nhất Tẩu, Trương Bảo Tử, v.v. Với 7 vạn quân và trên 3.000 chiếc tàu lớn nhỏ, Pirates of the South China Coast năm 1790 đến năm 1810, Nguyễn Duy Chính trong bài viết Việt Thanh chiến dịch và Quang Trung ra Bắc. Sau này, Nguyễn Ánh cũng có thu phục những người tàu Thiên Địa Hội có ý phò minh phản Thanh, đã trở thành Tề Ngôi mà sử gia nhà Nguyễn gọi là tàu ô, gồm có khoảng 10 người do Hà Hỷ Văn đứng đầu xin theo giúp Nguyễn Ánh. Họ gồm, ngoài Hà Hỷ Văn ra có Lương Văn Anh, Chu Viễn Quyền, Hoàng Trung Toàn hay Hoàng Trung Đông, v.v. Họ được đặt dưới quyền của các tướng Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Thành. Xem liệt truyện Huế năm 1993, tập 2, trang 471. Tôi là người Việt, rất hãnh diện và vui mừng khi biết có một người Việt, vua Quang Trung, đánh đuổi quân Thanh. Vua Quang Trung là một tướng tài ba, nhưng trận Kỷ Dậu năm 1789 là một trận nhỏ và đánh bất ngờ lúc quân tàu ăn Tết.
ngày Tết không những là một ngày lễ hội lớn mà còn là một ngày lễ về tâm linh đối với người Tàu và người Việt chúng ta, dù rằng quân Bất yếm trá và cũng vì quân Thanh ngạo mạn, tự cao, tự đại nên bị vua Quang Trung đánh cho tan tành. Nếu so với các trận đánh trực diện với quân Mông Cổ của Đức Trần Hưng Đạo trong 3 lần liên tiếp năm 1258, năm 1285, năm 1288 thì trận Kỷ Dậu chỉ là một trận nhỏ và quân Thanh đã bị đánh bất ngờ. Lúc còn nhỏ, tôi có khoảng 7-8 tuổi, năm 1947, năm 1948, đi chơi với tụi con nít trong xóm thì hát vang một bài dân ca. Bài khá dài, tôi chỉ còn nhớ hai câu chót. Toa đô nằm liền tại đó, thoát hoang chạy ngay về Tàu. Thế là bọn con nít chúng tôi rất hãnh diện và cười òa vang cả xóm. Trong trận Kỷ Dậu, cụ Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược ghi Tôn Sĩ Nghị đem 20 vạn quân, khoảng 20 sư đoàn ngày nay qua giúp nhà Lê. Có người vì quá tôn sùng vua Quang Trung đã tự ý thổi phồng lên mà không cho tài liệu lịch sử đến 30 vạn, khoảng 30 sư đoàn, hay đến 50 vạn, nửa triệu, khoảng 50 sư đoàn. Nhưng trong cuốn Tổ quốc ăn năn của Nguyễn Gia Kiển cho rằng, trong bài thuyết trình tại Đại học Văn khoa Sài Gòn của Tưởng Quân Chương, không cho năm nào, giáo sư tại một trường đại học ở Đài Loan cho con số là 6.000 kỵ binh mà không một sử gia Việt Nam nào phản đối. Thôi cho đi 10.000 người, khoảng một sư đoàn, vì có dân phu Tàu đi theo giúp quân của Tôn Sĩ Nghị. Theo Tổ quốc ăn năn, Nguyễn Gia Kiển ước chừng dân số ở Thăng Long lúc bấy giờ cao lắm cũng chỉ có 20.000 người là cùng. Tài liệu tôi lấy ở Internet, Table 6 Urban Population of Hà Nội and Hải Phòng cho tổng số dân cư ở Hà Nội năm 1900 là 103.000 người trẻ, già, lớn, bé và năm 1910 là 114.000, năm 1920 là 81.000, năm 1930 là 135.000, năm 1940 là 149.000 và năm 1950 là 238.000 người. Chúng ta cũng biết sự tăng trưởng dân số người Việt không theo luật tăng trưởng tuyến tính mà theo luật tăng trưởng cấp số nhân, nhất là ở các thành phố lớn. Vậy con số 20.000 cư dân mà Nguyễn Gia Kiển cho vào những năm 1789 tại Thăng Long rất có thể là đúng. Nếu không thì lấy đất đâu ra ở Thăng Long để cho 200.000 quân Thanh hay 300.000 hay 500.000 để mà đứng. Tuy quân Thanh đã phân tán quân xung quanh Thăng Long, nhưng theo các sử sách trên thì một nửa quân Thanh đóng ở Thăng Long, nghĩa là 100.000 hay 150.000 hay 250.000 quân. Thế mà các sử sách lại cho quân Thanh thông dong đi chợ mua bán. Trong lịch sử Việt Nam, không chỉ có vua Quang Trung đánh đuổi quân Tàu, mà còn có hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Hoàng, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi đã đánh đuổi quân Tàu mà không cần nhờ người ngoại quốc như hải tặc Trung Hoa. Tôi nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tài làm tướng của vua Quang Trung và công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh, nhưng nói đến một nhân vật lịch sử thì phải nói cả hai mặt tốt, xấu. Lê Chiêu Thống, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh đều là những con người mà đã là con người thì không thể nào tuyệt đối hoàn hảo hết, nếu không họ là những vị thần thánh rồi. Tôi đồng ý với Nguyễn Gia Kiển trong Tổ quốc ăn năn đã nói, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống, v.v. đều là tổ tiên chúng ta cả. Chúng ta phải chấp nhận họ như là quá khứ và cội nguồn của chính chúng ta. Không ai lựa chọn tổ tiên, phủ nhận tổ tiên là phủ nhận chính mình, nhưng bóp méo lịch sử là một chuyện khác. Trận Kỷ Dậu đã làm chói lọi tên tuổi của vua Quang Trung, để rồi nhà thơ Vũ Hoàng Chương và còn một số đông sử gia khác vì quá tôn sùng nhà vua đã cho vua Quang Trung trong trận Đống Đa là vị tướng đứng đầu của lịch sử với câu thơ xem Tổ quốc ăn năn, Chương trở lại trường hợp Nguyễn Huệ. Muôn chiến công, một chiến công dồn lại, một tấm lòng, muôn vạn tấm lòng mang. Vũ Hoàng Chương lấy tâm tình để làm thơ là một chuyện thường tình, còn các sử gia chuyên nghiệp cũng lấy tâm tình để viết sử thì làm chúng ta phải suy nghĩ. 2. Nhờ quân Pháp giúp. Trương Phúc Loan làm nhiều điều tồi bại, sai trái với lòng dân nên Tây Sơn gian xảo, lúc đầu phao tin là phò Nguyễn, diệt quốc phó nên được nhân dân Nam Hà mến nhà Nguyễn, nghe theo. Nhưng khi thế lực khá lớn, thay vì phò Nguyễn thì tìm đủ mọi cách tiêu diệt sạch sẽ dòng họ Nguyễn Phước mà các chúa đã gần 200 năm ròng rã ra công mở rộng gần một nửa nước Việt Nam trù phú, rừng vàng, biển bạc. Tây Sơn tự xưng làm vua để hưởng những công quả to lớn của các chúa Nguyễn. Sau này có vài sử gia cho rằng đó là cuộc cách mạng nông dân nổi dậy do Tây Sơn lãnh đạo.
Chuyện này là sai. Quân lính Tây Sơn bị áp bức tổng quân và quân Tây Sơn đi đến đâu thì dân và nông dân chạy tránh đến đó. Xem, nhìn lại phong trào Tây Sơn của George Dutton trong bài viết Rethinking the Tây Sơn Era. Nghĩ lại về thời Tây Sơn theo BBC đăng trên Hùng Việt, hay ý kiến nói Tây Sơn giải phóng nông dân chỉ là huyền thoại ngày 8 tháng 2 năm 2019, hay Lê Nguyễn, Tây Sơn có phải là phong trào nông dân không? Cũng vì sự gian xảo đó mà một số tướng lúc trước hưởng ứng lời kêu gọi Phò Nguyễn đã theo Tây Sơn, nhưng sau vài năm lại về theo Nguyễn Ánh như tướng Nguyễn Văn Trương, tướng Nguyễn Huỳnh Đức và có hàng chục tướng khác mà tôi không có thì giờ tra cứu thêm. Vì thân cô thế ít, quân ít, tướng ít, lương thực ít, trong khi Tây Sơn có quân, có tướng, có đồng minh là hải tặc Biển Đông và đồng bào Thượng Du. Lúc đó các nước ở Thượng Du còn độc lập, chưa thuộc về Hoàng Triều Cương Thổ, nên bị Tây Sơn đánh đuổi tơi bời, lần này đến lần khác. Nguyễn Ánh đang gánh nặng trên vai tiền đồ to lớn của tổ tiên để lại và để dẹp giặc yên dân. Xem Thực Lục tập 1 trang 295, đành phải sai người đi tìm Pinu de Bien để thương lượng việc nhờ Pháp giúp. Tháng 8 năm 1783, vì biết khoa học vũ khí quân dụng phương Tây hơn xa khoa học vũ khí quân dụng ở Á Châu nhiều, và vì Tây Sơn có đồng minh, hải tặc tàu và người Thượng Du làm cho dân Nam Hà quá lo âu, sợ sệt. Pinu de Bien là một người Pháp và là giám mục đạo Kitô La Mã. Ông ta rất có tiếng, có quyền với giới bổn đạo và tu sĩ của đạo này trong phạm vi cai quản đạo của ông. Ngoài ra, ông cũng giao thiệp lớn với các nhà có thẩm quyền ở Pondicherry, Sim, Chân Lạp, Đại Nam, nhất là ở Nam Hà, Lữ Tống, Ma Cao. Trong khi thương lượng về chuyện nhờ Pháp giúp, Nguyễn Ánh giao cho ông quốc ấn và cho ông toàn quyền thay mặt mình để đàm phán với Pháp. Nhưng ông ta lại bắt bí Nguyễn Ánh và phu nhân, sau này là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, phải đưa người con đầu lòng của Nguyễn Ánh là Thế tử Nguyễn Phước Cảnh. Con sẽ được kế vị vua, vương, được gọi là Thế tử. Con sẽ được kế vị hoàng đế, được gọi là Thái tử. Mới có 3 tuổi, phải đi theo làm con tin. Nhưng Pinu cứ loanh quanh lẩn quẩn trong vùng, chưa chịu đi. Khi Nguyễn Ánh biết nhờ quân Sim không có hiệu quả, phải sai người đi thúc giục mấy lần. Khi đó Pinu mới đưa phái đoàn đi và đến Pondicherry vào cuối tháng 2 năm 1785. Nguyễn Phước Cảnh đã 5 tuổi và mãi đến tháng 7 năm 1786, Thế tử Cảnh đã 6 tuổi, ông mới đưa sang Pháp. Cuộc đi từ Nam Hà sang Pháp và từ Pháp về lại Nam Hà là khoảng 6 năm. Pinu trở về Tây Không với Thế tử Cảnh cùng những người hầu cận. Đến Cần Giờ vào tháng 7 năm 1789, Thế tử đã 9 tuổi. Tất nhiên, các chi phí di chuyển ăn, ở, đi, về từ Nam Hà đến Paris và ngược lại trong 6 năm đều do Nguyễn Ánh trang trải hết. Xem Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn in năm 2013 tập 1 trang 374. Pinu còn nhân danh Nguyễn Ánh để Nguyễn Ánh trả. Mượn thêm 30.000 livres, có lẽ là livre tournois, tương đương với 5.600 đồng PS Tây Ban Nha và bằng 11.200 quan thời bấy giờ. Xem Maybon, Histoire moderne du Pays d'Annam, trang 267 của Pháp, cho ra vẻ ta đây đã đỡ đầu cho thế tử nước Nam Hà giàu có, nhất Nhật nhất Yến, tam Nhật đại Yến với giới thượng lưu ở Paris. Hiệp ước Versailles năm 1787. Một hiệp ước quá sức bất công cho Nam Hà mà đến ngày nay, năm 2022, quốc tế và Pháp đều công nhận là Treaty Inégal. Tôi xin tóm tắt hiệp ước Versailles có tất cả 10 điều khoản ký kết giữa bá tước de Montmorin, đại diện vua Louis XVI và PJG, giám mục của thành phố Arran, đại diện toàn quyền Nguyễn Ánh, Nguyễn Vương vào ngày 28 tháng 11 năm 1787 như sau. Phía Pháp. Pháp sẽ viện trợ, không hoàn lại, 4 tiểu hạm, 3 buồm với một đoàn quân gồm có 1.200 bộ binh, 200 quân pháo binh và 250 quân da đen. Tàu chiến và quân lính được trang bị vũ khí, đạn dược tương ứng. Phía Nam Hà. Nam Hà phải nhường lại cho Pháp sở hữu tuyệt đối và chủ quyền đảo Oinen trước cảng Đà Nẵng và Pháp có thể thành lập những cơ sở theo ý muốn trên thành phố Đà Nẵng. Nam Hà phải nhường lại cho Pháp sở hữu và chủ quyền Côn Đảo. Người Pháp có quyền đi lại, buôn bán, nhập cảng các hàng hóa thoải mái, trừ những món hàng bị pháp luật cấm. Họ có quyền xuất cảng hàng hóa qua các nước lân cận, phải trả thuế quan như người bản xứ nhưng không được cao hơn.
không cho phép một tàu buôn hay tàu chiến của một nước khác ngoài tàu của Pháp cập bến. Nam Hà phải bảo toàn tánh mạng và tài sản của người Pháp. Nam Hà phải cung cấp thủy thủ, tàu bè, lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở trong khu vực, không ngoài các đảo Molus, Sonder và eo biển Malacca. Tôi không biết đảo Oinen là đảo nào. Nhìn vào bản đồ Việt Nam có quần đảo Cù Lao Chàm trước mặt cảng Hội An, nhưng quá xa với cảng Đà Nẵng. Phía bắc cảng Đà Nẵng có đảo Sơn Trà gần Đà Nẵng hơn nhiều. Vậy đảo Oinen là đảo nào, nói trong hiệp ước Versailles? Thật là một hiệp ước quá bất lợi cho Nam Hà do Pinu tự ý, nhân danh Nguyễn Vương ký kết, do Nguyễn Ánh đã trao quốc ấn và cho Pinu toàn quyền. Cũng may nhờ hùng thiên của đất nước và anh linh của tổ tiên chúng ta qua các triều đại mà hiệp ước Versailles đã bị Louis XVI bãi bỏ và Nguyễn Ánh đã hú vía. Trong những năm cuối đời Louis XVI, quỹ quốc gia bị hao hụt nhiều và có những dấu hiệu về sự bất ổn trong xã hội Pháp, để rồi đưa đến cuộc cách mạng năm 1789 cùng mật thám của bá tước Conway toàn quyền các cơ sở của Pháp tại Ấn, đặt tại Pondicherry, đưa tin cho nhà vua là quân Tây Sơn đang mạnh lắm. Nguyễn Huệ phá tan quân Diêm và quân Thanh. Louis XVI mới gửi hai lệnh cho Conway đề ngày 2 tháng 12 năm 1787. Một lệnh trắng, dễ thấy, giao cho Conway điều khiển cuộc viễn chinh để phô trương thanh thế. Một lệnh đen, mật, cho Conway toàn quyền không thi hành hiệp ước Versailles hay trì hoãn nó. Một lệnh mật, vào tháng 11 năm 1788, Louis XVI chính thức bãi bỏ hiệp ước Versailles. Phúc trình của De La Luzon, Bộ trưởng Hải quân và Hàng hải, đệ lên Louis XVI xin bãi bỏ hiệp ước Versailles và được Louis XVI chính tay phê chuẩn y trên tờ phúc trình đó. Pinot và Nguyễn Ánh không biết lệnh mật này, do đó gây ra sự xung đột, cãi vã giữa Pinot và Conway, vì theo Pinot, Conway kiếm cớ này cớ khác để làm chậm trễ việc áp dụng hiệp ước Versailles. Pinot chỉ biết tin bãi bỏ hiệp ước này do thơ của De La Luzon viết cho ông ta ngày 16 tháng 4 năm 1789. Xem Launay, sách đã dẫn, tập 3, trang 199. Thơ cảm ơn của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh không biết cả hai lệnh mà Louis XVI gửi cho Conway. Pinot cũng giấu Nguyễn Ánh thư của De La Luzon gửi cho ông ta. Pinot chỉ đổ lỗi cho Conway không thi hành hiệp ước mà thôi. Khi Nam Hà biết tin Conway làm khó dễ, thì Pinot rất mất mặt với triều đình Nam Hà, dân chúng thì lo âu. Duy chỉ có Nguyễn Ánh tỏ ra rất bình tĩnh và vui mừng nữa là khác, vì Nguyễn Ánh thấy cái hiệp ước đó quá bất lợi cho Nam Hà. Và lúc đó Nguyễn Ánh đã bình định được toàn cõi Nam Hà. Xem Launay, sách đã dẫn, thơ của Pinot viết cho Lithondan, trang 210. Rất có thể thám tử của Tây Sơn ở Gia Định cho quan trung biết là Conway không thi hành hiệp ước. Xem Launay, sách đã dẫn, trang 294. Nguyễn Ánh đã viết thơ cảm ơn Louis XVI như sau. Tôi dịch bài tiếng Pháp của The Guinness, dịch từ chữ Hán. Quả nhân là Nguyễn Ánh, quốc vương nước Nam Hà, kính tin cho đại danh Đại Cường, quốc vương nước Pháp. Còn về chuyện quả nhân nhờ quốc vương giúp, dầu rằng quả nhân không nhận được, nhưng quả nhân không lấy làm phiền, vì quả nhân biết không phải ý của quốc vương, mà do lỗi của viên toàn quyền của quốc vương ở Ấn Độ. Quả nhân xin gửi đến quốc vương những tâm tình mãnh liệt biết ơn của quả nhân đối với lòng nhân từ của quốc vương đã trao lại thế tử, con của quả nhân. Sự đoàn tụ cha con, như người ta nói, là thả lại cá xuống nước khi cá bị mắc cạn trên bờ. Xa cách nhau, dù cho có bao la đi nữa cũng không làm quả nhân quên đại ân ấy. Về lực lượng quân sự của quả nhân hiện nay, quả nhân có một quân lực đáng kể, bộ binh cũng như hải quân, và quả nhân có đủ quân nhu, đạn dược cùng lương thực cần thiết cho chiến dịch mà quả nhân đang dự kiến. Quả nhân không dám lộ liễu xin quốc vương giúp quân. Năm Cảnh Hưng thứ 50, ngày 17, tuần trăng thứ 12. Xem Launay, sách đã dẫn, trang 205-206. Theo sách của Launay là ngày 31 tháng 1 năm 1790, tức là ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Dậu, vua Lê Hiển Tông, năm 1740 đến năm 1786, niên hiệu Cảnh Hưng. Rước voi về giày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, phần 2. 1B. Thơ cảm ơn của Nguyễn Ánh, tiếp theo phần 1. Về lực lượng quân sự của quả nhân hiện nay, quả nhân có một quân lực đáng kể, bộ binh cũng như hải quân, và quả nhân có đủ quân nhu đạn dược cùng lương thực cần thiết cho chiến dịch mà quả nhân đang dự kiến. Quả nhân không dám lộ liễu xin quốc vương giúp quân. Năm Cảnh Hưng thứ 50, ngày 17, tuần trăng thứ 12.
Trong sách Lưu Nay, sách Đã Chẩn, có chụp hình cái thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Ánh gửi cho Louis XVI, trang 204. Nhưng chữ quá nhỏ nên thiếu các nét làm tôi không nhận ra, để tra các từ điển. Bài chữ Hán gồm có khoảng 450 chữ, còn bài chữ Pháp do The Guinness dịch có khoảng 4.000 chữ, trang 205 và 206, nghĩa là khoảng 9 lần nhiều hơn. Chắc văn chữ Hán quá cô động nên dịch ra tiếng Pháp phải dài dòng, hay The Guinness thổi phồng thêm vào những chuyện mà không có trong thơ chữ Hán. Louis Joseph de Guinness, một nhân viên hay một điệp viên, agent của tòa lãnh sự Pháp tại Quảng Đông năm 1783, biết về Việt Nam do sự đồn đại hay qua những tin tức do Olivier de Permanent và Le Bon kể lại. Mấy chữ đầu của bản chữ Hán mà tôi nhận dạng được và đã tra từ điển thì được như sau: Nam Quốc Vương Nguyễn, Đại Tây Quý Quốc Vương Ngự Lãm, và cuối thơ đề ngày, Cảnh Hưng Ngũ Thập Niên, Thập Nguyệt, Nhị Thập Nhị Nhật, ngày 22 tháng 10 năm Cảnh Hưng thứ 50, tức là ngày 28 tháng 11 năm 1790. Qua thơ của Nguyễn Ánh trên, chúng ta nhận rõ hai cách cảm ơn Louis XVI của Nguyễn Ánh. Một cách cảm ơn ngoại giao ngoài miệng về việc Louis XVI giúp quân. Nguyễn Ánh biết cái hiệp ước Versailles đó quá bất lợi cho Nam Hà. Khi được biết Conway không thi hành cái hiệp ước đó thì Nguyễn Ánh đã nhẹ nhõm thở phào, vì chính Pino lấy danh nghĩa mình mà ký kết chứ không phải ý của chính Nguyễn Ánh. Một cách cảm ơn thành thật, chân tình là Louis XVI đã trả con tin Thế tử Cảnh lại cho Nguyễn Ánh. Chúng ta ai cũng biết, phong tục Á Châu, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam, một khi bắt con tin là bắt suốt đời, như Nguyễn Hải, con thứ năm của Nguyễn Hoàng, và các cháu nội như Nguyễn Hắc, Nguyễn Vịnh, con trưởng và con thứ của Nguyễn Hán. Nguyễn Hán là con thứ hai của Nguyễn Hoàng. Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Long, Nguyễn Cương, Nguyễn Chất, các con của Nguyễn Hải. Xem Hoàng tộc Lực Biên, Tôn Thất Cổn năm 1943, trang 12, bị Trịnh Tùng bắt làm con tin, tuy có cho làm quan và phong tước quận công nhưng phải sống cả đời ở ngoài Bắc rồi chết già ở đó. Cho nên Nguyễn Ánh rất xúc động, hạnh phúc, vui mừng cực độ khi nhận được lại con mình, Thế tử Cảnh. Chuyện thật chính đáng, trước là con của mình, sau là một thế tử, người mà sau này thế mình để quản lý Nam Hà hay cả nước Việt Nam, nếu Nguyễn Ánh thống nhất được cả đất nước. Nhưng người Tây Phương không có phong tục đó, một phong tục hủ lậu đối với chúng ta trong thế kỷ thứ 21. Còn ngày xưa, phong tục đó đã in vào lòng người cả mấy ngàn năm, như tại Trung Quốc, xem Đông Châu Liệt Truyện. Hiệp ước Versailles ký ngày 28 tháng 11 năm 1787 đã được Louis XVI chính thức hủy bỏ vào tháng 11 năm 1788. Thế mà Pháp vẫn muối mặt, gian xảo, sau này đã nhiều lần đòi áp dụng cái hiệp ước đó cho được, như Louis XVIII sai Achille de Cagaro, hạm trưởng chiếc Sibella sang gặp Nguyễn Ánh, lúc này đã là vua Gia Long, năm 1817, để đòi thi hành cái hiệp ước đó. Tất nhiên, Nguyễn Ánh thẳng thừng từ chối và đuổi Cagliari về. 2. Lợi dụng người Pháp tình nguyện giúp Nguyễn Ánh. Vì để hù dọa Tây Sơn, để an lòng dân, có ý nói là Hiệp ước Versailles được thi hành và có thể dễ dàng có ngoại giao buôn bán với các nước Tây Phương, nên Nguyễn Ánh lợi dụng Pino cùng những người phiêu lưu Pháp, ít học, họ biết các ngoại ngữ như Pháp, Anh, Bồ, Ý ngữ, đang muốn làm giàu, cho nhập vào quân đội Nam Hà. Henry Corsair cho tất cả có 19 người, Leopold Cartier cho tất cả có 17 người. Hai ông này nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nếu có một trẻ em hay một cô gái đã phục vụ cho Nguyễn Ánh thì không thoát khỏi sự tra cứu của hai tác giả thực dân này. Không phải là vô ích khi thu thập các dấu vết, dù cho chúng có thể nhỏ đến mức nào đi nữa, mà người Pháp và những người châu Âu khác đến phục vụ An Nam vào một trong những giai đoạn nguy kịch nhất trong lịch sử của nó đã để lại trong truyền thống và trong các tác phẩm lịch sử của An Nam. Phần đông những người này là lính tình nguyện binh 3, binh 2, binh 1. Lúc trước trong quân đội của Pháp có binh 3, với trình độ học vấn khoảng tiểu học ngày nay, bị hải quân Pháp đào thải hay bị quân Anh bắt, rồi trốn đi hay đào ngũ để phiêu lưu đi khắp vùng Đông Nam Á với ý đồ làm giàu càng sớm càng tốt. Cũng vì thế mà nhiều người Pháp ở lại Nam Hà chỉ 1-2 năm vì cho là lương bổng ít bởi Nguyễn Ánh keo kiệt. Cũng nên biết rằng lương của một người Pháp phục vụ Nguyễn Ánh lúc bấy giờ lên đến 150 đồng PSD mỗi tháng, nghĩa là 300 quan mỗi tháng. Xem Nguyễn Quốc Trị tập 1 in năm 2016, trang 384. Chưa kể gạo phát cho vợ, con, người giúp việc và lính canh, trong khi một đại thần cấp thượng thư của Nguyễn Ánh chỉ có lương 30 quan và 20 phương gạo mỗi tháng.
Xem thực lục tập 1 tháng 12 âm lịch năm 1803, trang 342, 1/10 lương của người Pháp. Những người Pháp này từ sĩ quan đến binh ba đều là những người thừa hành dưới trướng các tướng của Nguyễn Ánh như Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Trương. Cũng có vài người đã tham gia các cuộc chiến khá tận tụy, can đảm nhưng ở cấp thừa hành như phụ trợ, tiếp liệu, xây cất hay lái tàu ra ngoại quốc buôn bán cho triều đình. Xem Nguyễn Quốc Trị tập 1 năm 2016, trang 332, nhưng không trực tiếp tham chiến nên không có người nào tử trận. Ngoại trừ Manuel Mạng Hòe đến với Nguyễn Ánh rất sớm, ở ngã 7, chết tại chiến trường vào tháng 7 năm 1793, xem liệt truyện in năm 1993, trang 477, trong khi có hàng trăm tướng người Việt của Nguyễn Ánh bỏ mình trên các chiến trường. Họ phần đông có chức cai đội hay phó cai đội, tương đương với cấp thiếu úy ngày nay, có tước hầu, cũng có vài người được phong đến cai cơ, tương đương với cấp thiếu tá ngày nay, hay đến chức chưởng cơ, tương đương với cấp đại tá ngày nay. Nhiệm vụ chính của họ là lái tàu đi buôn bán cho triều đình trong vùng Đông Nam Á. Để làm an lòng dân, để hù dọa Tây Sơn và nhóm hải tặc, đồng minh của Tây Sơn, Nguyễn Ánh và quần thần của triều đình đã tính rất kỹ. Tuy lương hướng của những người Pháp đã trình ở trên cao hơn rất nhiều đối với lương hướng của các quan binh của triều đình, nhưng trong một thời điểm nào đó, triều đình cũng chỉ trả lương cho khoảng 6 hay 7 người là nhiều, cho đi khoảng 2.000 quan mỗi tháng so với những lợi ích rất to lớn đã trình ở trên. Thật là Nguyễn Ánh và quần thần đã lợi dụng tối đa nhóm người phiêu lưu Pháp vì lợi ích của Nam Hà. Cũng vì cái tước hầu hờ của những người phiêu lưu Pháp nói trên đã làm hoa mắt các sử gia thực dân danh tiếng như tiến sĩ Jacques Maybin, linh mục Leopold Cadier, Alexis Faure, Georges Taboulet. Họ đã thần thánh hóa các người phiêu lưu Pháp giúp Nguyễn Ánh. Họ chẳng những đã thổi phồng mà còn khéo léo bịa đặt những việc làm không có thật của những người Pháp đã trình ở trên. Xem Nguyễn Quốc Trị, sách đã dẫn. Hành động của những nhà viết sử đã trình ở trên rất ư là tai hại và một số sử gia người Việt lấy đó làm tài liệu mà viết sử, làm cho những thế hệ người Việt sau họ hiểu lầm lịch sử Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Cũng may bây giờ, nhờ có thông tin đa dạng trên Internet và những cuốn chính sử rất khách quan viết bằng chữ Hán đã được dịch ra tiếng Việt mà các sử gia nghiêm chỉnh đã bắt đầu viết lại lịch sử của giai đoạn đó. Có người đọc BAVH, Đô Thành Hiếu Cổ Xã, mà những tác giả như Cadier Leopold, Cosserat Henry, Salo Angri, v.v. là những người Pháp thực dân. Và những người không đọc BAVH nhưng nghe đồn đã cho rằng Le Bon đã xây thành gia định vào năm 1795 là sai. Hay Jean-Marie Deyo và Olivier de Pimanen đã đánh trận Thị Nại năm 1792, đã đánh chìm 5 chiến hạm và khoảng 90 chiến thuyền của Tây Sơn là sai. Chấp nhận chuyện mấy người Pháp thực dân viết trong BAVH là vô hình trung, phủ nhận công lao, tài năng của các kỹ sư, thầy, thợ tiền nhân của chúng ta đã đóng chiến hạm, chiến thuyền, đã xây thành, đắp lũy, đã tạo súng Đại Bác, thần công, v.v. vào những năm 1770 đến năm 1800. Độc giả muốn biết Pinio là quân sư của Nguyễn Ánh. Cứu mạng Nguyễn Ánh vào tháng 9, tháng 10 năm 1777. Nhờ Pinio mà Nguyễn Ánh đã thắng Tây Sơn. Viện trợ tài chính và quân sự cho Nguyễn Ánh. Pinio đánh trận Diên Khánh tháng 11 năm Quý Sửu, tháng 12 năm 1793 cùng Thế Tử Cảnh, v.v. Thì xin xem Nguyễn Quốc Trị, sách đã dẫn tập 1 từ trang 316 đến trang 455 có dẫn chứng đàng hoàng. Ở đây tôi chỉ nói Pinio sau khi ở Pháp về, sau khi ký hiệp ước Versailles, chỉ gặp Nguyễn Ánh 2 hay 3 lần trong một năm. Xem Launay, sách đã dẫn, trang 309-310. Như vậy Pinio đã đủ là khổng minh của Nguyễn Ánh chưa? Đó, Nguyễn Ánh có khoảng 20 người phiêu lưu Pháp giúp từ năm 1777 đến năm 1820, 43 năm, so với hàng ngàn quân Tề Ngôi của Lý Tài, Tập Đình. Chỉ nói đến hai vị tướng cướp Tề Ngôi này thôi, giúp Tây Sơn, đã đủ để Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà chưa? C. Pháp đô hộ Việt Nam là do Nguyễn Ánh. 1. Phong trào đi chiếm thuộc địa của phương Tây vì do Nguyễn Ánh đã dùng những người phiêu lưu Pháp nói trên. Hiện tượng chiếm thuộc địa của các nước phương Tây đã có từ lâu. Đến năm 1815, một số lớn các nước Tây phương chưa đủ phương tiện kinh tế, kỹ thuật để đi chiếm thuộc địa, mặc dù được các thừa sai đạo Kitô khuyến khích và các nước Tây Âu cũng đã có ý định đi chiếm thuộc địa nhưng chưa gặp thời cơ thuận tiện. Cho mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp vùng lên vào khoảng năm 1840 với sự bùng nổ đường sắt, hỏa xa nên các nước Tây Âu mới đua nhau đi chiếm thuộc địa.
có càng nhiều thuộc địa càng hay, có những thuộc địa rộng lớn càng tốt. Họ được xem là những cường quốc, có quân đội tinh nhuệ, có vũ khí tối tân, có quân dụng, tàu chiến hiện đại. Các nước cạnh tranh nhau đi tìm thuộc địa gồm có các nước chính sau đây: Bồ Đào Nha, Y Pha Nho, Tây Ban Nha, Hoa Lan, Anh, Nga, Pháp và sau này có cả đế quốc Nhật khoảng 1880. Một, nguyên nhân. Vì cuộc cách mạng công nghiệp phát triển quá mạnh ở Tây Âu nên tài nguyên của các nước này đã cạn quẹo, họ phải đi tìm tài nguyên ở các nước chậm tiến khác như mỏ các khoáng chất, mỏ vàng, mỏ bạc và đất đai để trồng cây công nghiệp như cây cao su. B. Tìm nhân công rẻ mạt ở các nước chậm tiến. Họ cũng muốn các nước này tiêu thụ những sản phẩm công nghiệp thừa thải của họ, nhưng người dân bản xứ không đủ phương tiện tài chánh để mua. Mặt khác, vì nạn nhân mãn, các nước Tây Âu khuyến khích dân sang chiếm cứ Mỹ Châu. Và sau này Bắc Mỹ đã công nghiệp hóa, cần nhân công, nên Tây Âu đã đưa khoảng 33 triệu người sang Mỹ. Nhờ cách mạng công nghiệp, Tây Âu rất giàu có và cho mình là văn minh hơn các nước chậm tiến. Chủng tộc da trắng được xem trội hơn những chủng tộc khác. Sau cùng là phải bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn của người dân thuộc các nước chậm tiến. Các vua Tây Âu đều do các giám mục Kitô làm lễ thụ phong vì cho dân những nước chậm tiến thờ ma quỷ. Như thế, các thừa sai Kitô giáo La Mã và Tin Lành được tung ra khắp năm châu bốn bể để rao giảng phúc âm. Phần nhiều, họ tìm những người nghèo khoảng 90-95% để rao giảng. Người Việt xưa ta có câu, hết gạo thì theo đạo. Tôi có tài liệu nói về chuyện này, nhưng nay bị thất lạc, và vì lớn tuổi nên tôi tìm không ra. Xem Nguyễn Văn Lục, 1.000 năm chống Tàu, 100 năm đô hộ Tây, thực chất và huyền thoại. Nguyễn Văn Lục không cho xuất xứ trong bài viết này, và ở trên mạng Internet cũng có vài bài như Chúc Duy Tư về truyền giáo của Thanh Tâm, rồi sau đó nuôi nấng con cháu của những người đó để trở thành những nhà trí thức có địa vị trong xã hội, một số trở thành linh mục hay quan lại ở các triều đình. Con cháu của những người này tất nhiên là theo đạo Kitô hết. 2. Trường hợp của Nhật. Trước năm 1853, nhiều nước Tây Âu đã đến Nhật xin đặt thương điếm để buôn bán nhưng bị từ chối gắt gao. Nước Mỹ, USA, Hiệp Chủng Quốc. Tôi thấy rất nhiều người Mỹ gốc Việt viết chữ chủng, dấu hỏi thay cho chữ chúng, dấu sắc. Tôi không biết vì lý do gì đã bị các nước Tây Âu chiếm làm thuộc địa, nên dân và chính quyền Mỹ rất ghét chuyện đi chiếm thuộc địa. Và khi đã hùng mạnh lên, chính quyền Mỹ còn cảnh cáo các nước Tây Âu về việc đi chiếm thuộc địa. Năm 1853, Phó Đô đốc Matthew Perry trình quốc thư xin buôn bán và nói rằng chỉ lo về mặt thương mại chứ không chiếm cứ thuộc địa. Năm sau 1854, Perry lại đến với một hạm đội vào vịnh Đông Kinh. Đòi chính phủ Nhật phải cho buôn bán, nếu không sẽ bắn phá thành phố. Chính phủ Nhật phải nhượng bộ, chẳng những cho phép buôn bán mà còn cho Mỹ lập lãnh sự quán tại Đông Kinh. Cũng vì vậy mà Nhật không bị chiếm làm thuộc địa như các nước Á Châu khác. Đây là nói chuyện lúc bấy giờ, ở thế kỷ thứ 19, Mỹ có một lục địa rất rộng lớn, chưa khai thác hết, còn bây giờ là một chuyện khác. Cũng phải nói đến Minh Trị Thiên Hoàng, sinh năm 1852, mất năm 1912, một vị vua có sáng kiến canh tân, hiện đại hóa đất nước, theo mẫu mực của các nước tư bản Tây Phương. Hiện tôi có một đồng yen, thời Minh Trị đề Quan Yen. Ông được một số đông đại thần tài giỏi phò tá. Ông lập hiến pháp và biến Nhật thành một nước quân chủ lập hiến. Ông nhập cảng máy móc tân tiến của Âu Châu rồi cho tháo ra để nhân công bắt chước làm lại và làm nhiều ra. Ông cải cách nền giáo dục. Ông đưa sinh viên sang Tây Âu du học, ông hiện đại hóa quân đội. Theo lịch sử Nhật, ông là người có công rất lớn, đã đưa nước Nhật thành một trong những cường quốc trên thế giới thời bấy giờ. Một khi đã là cường quốc thì Nhật muốn mở rộng biên giới. Sau khi chiếm quần đảo Lưu Cầu ở phía Tây Nam năm 1879, Nhật còn chiếm Cao Ly vào năm 1910. Đó là chưa kể đến khoảng 30 vùng đất mà Nhật đã tạm chiếm trong hai trận thế chiến. Theo tôi, không chỉ có vua Minh Trị muốn canh tân đất nước mình, mà còn có những nguyên thủ quốc gia khác ở Á Đông cũng có những ý kiến tương tự. Nhưng khi nước mình đã bị làm thuộc địa của các nước Tây Phương thì không triển khai các hoài bão của mình được. Nhật rất may mắn được Mỹ can thiệp, nếu không thì đã bị các nước Tây Âu chiếm làm thuộc địa rồi. Rước voi về giày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, phần 3. Theo tôi, không chỉ có vua Minh Trị muốn canh tân đất nước mình, mà còn có những nguyên thủ quốc gia khác ở Á Đông cũng có những ý kiến tương tự. Nhưng khi nước mình đã bị làm thuộc địa của các nước Tây Phương thì không triển khai các hoài bão của mình được. Nhật rất may mắn được Mỹ can thiệp,
nếu không thì đã bị các nước Tây Âu chiếm làm thuộc địa rồi. Tiếp theo phần 2. 3. Trường hợp của Thái Lan. Thái Lan nằm giữa Ấn Độ, Miến Điện thuộc Anh và Đông Dương thuộc Pháp nên được xem như một vùng đệm. Nếu Anh chiếm Thái Lan thì Pháp sẽ có phản ứng. Nếu Pháp chiếm Thái Lan thì Anh cũng sẽ có phản ứng. Vào thời buổi đó, Anh và Pháp được xem như là hai nước thù địch. Tuy Thái Lan là một nước độc lập trên giấy tờ, nhưng phải nhượng bộ Anh và Pháp trên nhiều phương diện, như không công nhận luật pháp Thái cho công dân Anh, Pháp, được đặc quyền ngoại giao, được ưu đãi về thuế má, cùng gặm nhấm đất đai của Thái Lan. Như Anh thì chiếm Mã Lai của Thái, Pháp thì chiếm một phần đất ở Lào và Campuchia thuộc Thái. 4. Vai trò cốt lõi của các thừa sai đạo Kitô. Tôi viết những hàng sau đây có thể làm phật lòng một số độc giả. Xin độc giả thông cảm cho, vì đây là lịch sử có dẫn chứng đàng hoàng. Tôi rất kính phục đạo Kitô vì họ làm nhiều điều lợi ích cho xã hội, như các bệnh viện xưa ở Pháp được gọi là Hostel Dieu, hội đồng thập tự do Henry Dunant, một tín đồ đạo Tin Lành lập nên, những trại cùi do các bà Phước chăm sóc và với phương châm thương người như chính mình vậy. Những thừa sai đạo Kitô là những người tu hành muốn đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm cho người dân lạc hậu của những nước chậm tiến. Họ cũng là những con người nên xem trọng, thương kính quốc gia của chính mình hơn các quốc gia nhược tiểu mà họ đến để truyền giáo. Họ đi theo các nhà thám hiểm và giúp các nhà thám hiểm chiếm thuộc địa. Truyền giáo là một phần của dự án chiếm thuộc địa. Đây là hai điều kiện không thể tách rời nhau. Không có cuộc chinh phục hay đế chế nào mà không có sự truyền giáo ở Mỹ Châu, Phi Châu hay Á Châu. Hình như hai thuật ngữ này rất sát với nhau, ít nhất là trong mục tiêu. Truyền giáo để chiếm thuộc địa hay chiếm thuộc địa để truyền giáo. Đây là các sắc lệnh của giáo hoàng hay trong lịch trình của chế độ quân chủ Tây Ban Nha. Sở dĩ tôi gọi Kitô vì Kitô có nhiều đạo, đạo Tin Lành, đạo Luther, Anh giáo, đạo Cơ đốc chính thông, đạo Kitô La Mã, còn gọi là đạo Thiên Chúa hay Công giáo. Công giáo là do người Tàu dịch chữ Catholicus, có nghĩa là phổ quát, để phân biệt với các đạo Kitô khác và còn nhiều đạo Kitô khác nữa. 5. Linh mục Pháp đến Việt Nam. Người ta thường cho rằng linh mục Alexander Hodges, sinh năm 1591, mất năm 1660, là thừa sai Pháp đầu tiên đến Việt Nam. Chuyện không phải thế. Trước cụ De Hoder đã có các thương gia, các linh mục người Pháp khác đã đến Việt Nam, như linh mục François Xavier, sinh năm 1506, mất năm 1552, có ghé qua Việt Nam chứ không ở Việt Nam. Sở dĩ cụ De Hoder được biết nhiều vì đã làm cuốn từ điển Dictionarium Enigmaticum Lusitanum et Latinum, từ điển Việt, Bồ, Latin và đặt ra chữ quốc ngữ. Thật sự không phải cụ De Hoder đặt ra chữ quốc ngữ, mà là linh mục Francesco de Pina, sinh năm 1585, mất năm 1625, một giáo sĩ dòng tên, người Bồ Đào Nha, đến đàng ngoài trong năm 1617, từ trần vì đắm thuyền ở Vịnh Đà Nẵng năm 1625. Linh mục de Pina là thầy của cụ De Hoder và cụ cũng học thêm với các linh mục Bồ khác. Có chăng thì cụ De Hoder có thêm bớt ít nhiều trong những khi tiếp xúc với người Việt thời bấy giờ. Xem Trần Gia Phụng, lịch sử chữ quốc ngữ trên mạng. Mặc dù chữ quốc ngữ đơn giản hơn chữ Hán và chữ Nôm nhiều, nhưng cũng vì thế mà từ năm 1919, dưới triều Thành Thái cho đến ngày nay, một số đông các sử gia không biết chữ Hán, chữ Nôm là những tài liệu đầu Tây, mà dựa vào sách sử của Pháp mà viết sử Việt Nam, thành một số sách sử Việt đều viết sai sử Việt hết. Cũng may là các sách sử Việt viết bằng chữ Hán, chữ Nôm được dịch ra quốc ngữ, nhưng cũng mới đây thôi. Văn hóa văn chương nước ta được phát triển là nhờ những người Việt đã dày công cải tiến chữ quốc ngữ như Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, theo đạo Kitô La Mã, viết cuốn sử Cours d'Histoire thì Vu Khống nói xấu một cách thậm tệ các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức. Theo lời của các thừa sai thực dân, còn xúi Pháp trừng trị các vị vua trên vì phản lại Pháp. Người Việt mình có tánh hay nhớ ơn, chúng ta biết ơn cụ De Hoder cũng là chuyện thường tình trong phong tục của chúng ta. Nhưng ở trên mạng Internet, ta thấy có vài bài viết của người Việt có ý tôn thờ cụ De Hoder thì theo tôi đó là quá đáng. Hơn nữa, trong thơ của cụ De Hoder ở đầu cuốn sách Lịch sử Vương quốc Bắc Hà và sự tiến bộ lớn lao mà việc rao giảng phúc âm đã đạt được ở đó. Trong việc cải đạo những kẻ theo dị giáo, do linh mục Henry Orby dịch từ tiếng Latin sang tiếng Pháp, nhà xuất bản Jean-Baptiste de Vernet
năm 1651, ta thấy cụ De Hoeder đã tôn kính tân bốc Louis XIV. Tôi cầu nguyện Thiên Chúa để buổi hừng đông của triều đại của bệ hạ được sáng chói như mặt trời lúc đúng ngọ. Đề tặng nhà vua cuốn Lịch sử xứ Bắc Hà với sự trù phú muôn màu, muôn vẻ của đất Bắc Hà và khoe khoang công lao của cụ cùng các thừa sai đã cải đạo cho trên 200.000 người, có thổi phồng lên không? Trong một quốc gia mà 5.000 năm nay vì dị đoan chỉ biết tôn thờ ma quỷ. Phải chăng cụ De Hoeder đã khéo léo xúi dục Louis XIV để ý đến Bắc Hà để chiếm lấy? Năm 1663, cụ De Hoeder lập hội thừa sai Paris, thì ngay sau đó Jean-Baptiste Colbert, sinh năm 1619, mất năm 1683, bộ trưởng hàng hải, hải quân và là cánh tay mặt của Louis XIV, đã lập ra năm 1664 công ty Đông Ấn của Pháp. Thường điếm Pondicherry được lập năm 1670, sau này còn có François Paulou, sinh năm 1626, mất năm 1684, giám mục tổng tòa ở Bắc Hà, và Pierre Lambert de Lamotte, sinh năm 1624, mất năm 1679, giám mục tổng tòa ở Nam Hà. Bà Thủy Khuê thì nói cụ De Hoeder đem đầu của Henri Lý đến Vatican và xin Vatican bảo vệ các thừa sai, cũng để cho các thừa sai Paris độc quyền rao giảng đạo giáo ở Đại Việt, xin chính quyền Pháp che chở các thừa sai người Pháp ở Đại Việt. Nghĩa là đem quân chiếm lấy Đại Việt. Xem Thủy Khuê, quê hương ngày trở lại, Huế, Phú Yên năm 2019, viết tắt QHH trên mạng Internet. Đó, ta thấy các cụ De Hoeder, sinh năm 1591, mất năm 1660, Paulou, sinh năm 1626, mất năm 1684, De Lamotte, sinh năm 1624, mất năm 1679, đến Bắc, Nam Hà và xúi dục chính quyền Pháp chiếm lấy Việt Nam lúc mà Nguyễn Ánh chưa sinh ra, sinh năm 1762, thì làm sao Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà cho được? Có Nguyễn Ánh hay không có Nguyễn Ánh, Việt Nam cũng bị chiếm làm thuộc địa vì phong trào và lý do đi chiếm thuộc địa của các nước Tây Âu vào những năm 1840 như đã trình ở trên. Công bằng và thành thật, phải nói là nhờ sự khéo léo của Nguyễn Ánh mà đến mãi năm 1867, Pháp chiếm 6 tỉnh ở Nam Kỳ, nghĩa là khoảng 70 năm sau, đến triều Tự Đức, Pháp mới chiếm được Việt Nam vì lý do đi tìm thuộc địa của các nước Tây Âu như đã trình ở trên. Cũng nên nhớ là Pháp chiếm Pondicherry năm 1674, Mai năm 1721, Yanaon năm 1731. Caricán năm 1739 và Ifanyo chiếm Phi Luật Tân năm 1565. Đó cũng do Nguyễn Ánh gây ra à, khi mà Nguyễn Ánh chưa sinh ra. Nguyễn Ánh sinh năm 1762. Vậy nói Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà có hàm hồ quá chăng? Còn Pinho thì khỏi nói, với những báo cáo của cụ trình lên nội các của Louis XVI trước khi ký hiệp ước Versailles thì cụ đã thúc giục Louis XVI chiếm ngay Nam Hà. Nhưng như đã trình trên, đến khoảng những năm 1840, các nước Tây Âu mới đua nhau đi chiếm thuộc địa. Vả lại lúc bấy giờ, Pháp dưới thời Nguyễn Ánh đang còn yếu. Xem chuyện chiếc tàu Amider trong một nói về Paris ở trên. Nên nếu Pháp muốn đánh chiếm Nam Hà thì không chắc gì Pháp đã đánh thắng được Nguyễn Ánh. Như đã trình trên, truyền đạo để chiếm thuộc địa, như trường hợp Macau, Bồ, Việt Nam, Pháp hay chiếm thuộc địa để truyền đạo như Phi Luật Tân, Ifanyo, Miến Điện, Anh Quốc, cản và cấm đạo Kitô ở Á Châu. 1. Nguyên nhân cản đạo Kitô. Nguyên nhân thứ nhất, trên mạng Internet có bài viết của Isabel de Gomin. Tại sao Á Châu lại nằm ngoài ảnh hưởng của đạo Kitô? Trong bài viết đó, tác giả nói đạo Phật không chấp nhận tạo hóa, trong khi Kitô giáo lại chấp nhận tạo hóa. Nói thế theo tôi thì quá phiến diện. Tiền nhân của chúng ta không may mắn như chúng ta ngày nay. Ngày nay chúng ta được xem các hình chụp về những đám mây do các thiên hà tạo nên, nhờ kính thiên văn của vệ tinh nhân tạo Hubble. Nhìn những đám mây đó, chúng ta phải sững sờ trước sự bao la, huyền diệu của vũ trụ, và nếu có đức tin trước sự thần bí của tạo hóa. Có một số các nhà vật lý thiên văn tin có tạo hóa. Dải ngân hà chỉ là một thiên hà nhỏ bé trong hàng tỷ thiên hà khác trong vũ trụ. Thái dương hệ chỉ là một hạt cát, đừng nói chi trái đất chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la không tưởng. Còn con người thì không biết lấy gì để so sánh với vũ trụ. Tuy tiền nhân của chúng ta, tuy không biết về các hình ảnh do Hubble cho, nhưng các vị cũng biết sự thần bí của tạo hóa mà người Việt chúng ta gọi là ông trời. Ở Á Châu nói chung và ở Việt Nam nói riêng, chúng ta có các đạo như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng,
hay có người tin dị đoan đi thờ cây, cỏ, đá, động, núi, sông, cọp, rắn. Nhưng tiền nhân của chúng ta không cho Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử cây, cỏ, đá, động, núi, sông, cọp, rắn là ông trời, là tạo hóa cả. Chỉ có đạo Kitô cho một con người, Đức Giêsu là tạo hóa. Một người nữ, Đức Bà Maria là mẹ của tạo hóa. Nếu không có đức tin thì chuyện đó làm cho chúng ta quá bỡ ngỡ, khó tin ngay trong thế kỷ thứ 21 này, huống hồ tiền nhân của chúng ta ngày xưa. Trên phương diện chính trị, Á Đông của chúng ta lúc trước chịu ảnh hưởng Nho giáo rất nặng. Vua được xem như con của trời, thiên tử, nhưng vua không phải là trời, là tạo hóa, mà thay trời, tạo hóa, hành đạo. Vua có bổn phận phải làm cho nước hùng cường, hưng thịnh. Vua có bổn phận phải làm cho dân thịnh phát, phồn vinh. Ngoài ra, vua còn có bổn phận thay trời, tạo hóa, dạy dỗ thần dân về đạo đức, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Xem ý nghĩa các chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín trên mạng Internet, như cha mẹ dạy con cái cho nên người, dân chi phụ mẫu, cha mẹ của dân là vậy. Cho nên, các vua chúa nước ta và cả vua chúa của phần Đông Á Châu như Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cao Miên, Trung Quốc, Cao Ly, Nhật Bản, khi nghe các giáo sĩ Kitô giáo rao giảng một con người là tạo hóa, các vị không khỏi bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, và vì các vị không có đức tin và vì bổn phận dân chi phụ mẫu đều ngăn cản đạo Kitô, cho đạo Kitô là tà giáo nhưng chưa cấm đạo và bắt hại giáo dân Kitô giáo. Cũng nên nói là chính một phần giáo dân Kitô giáo nguyên thủy cũng không có đức tin đó, phải đợi đến năm 325, hoàng đế Constantinus đệ nhất vì để thống nhất đế chế, nghĩa là về chuyện chính trị hơn về chuyện tôn giáo, đã cho triệu tập cộng đồng Nicaea để giải quyết thần khẩn giáo điều về tạo hóa. 2. Cấm đạo. Vua chúa nước ta và các nước Á Châu đã đối đãi tử tế, lễ phép với các thừa sai vì họ có kiến thức khoa học hơn tiền nhân của chúng ta, nhưng họ đem tà đạo, theo quan niệm của tiền nhân, vào dạy dân của chúng ta, nên các vị vua chúa Á Châu đã thành khẩn mời các thừa sai ra khỏi nước ở Á Châu. Ở Việt Nam, như cụ De Hoorde bị mời đi 4 lần, theo Thụy Khuê trong khảo sát công trạng những người Pháp giúp vua Gia Long, rồi cũng lén lút trở về Đại Việt. Hay giám mục Dominique Lefebvre, tên Việt là Fabalier, cũng được mời đi nhiều lần, một cách long trọng. Thế mà một lần được mời đi là một lần chui rút về Đại Nam cho được, nhờ các giáo dân che chở để làm giám mục gia định, để rao giảng thêm, càng đông người theo Kitô giáo La Mã càng tốt, và cho đó là một vinh hạnh trước Thiên Chúa. Đây chỉ nói đến De Hoorde và Lefebvre, nhưng hầu hết các thừa sai khác có hàng chục người đều làm như vậy cả. Chưa nói đến là họ còn lén lút đưa thêm thừa sai càng nhiều càng tốt vào Đại Nam để rao giảng, mua chuộc dân chúng ở nông thôn, ít học, khoảng 90-95%. Rồi càng ngày càng đông thừa sai đến Đại Nam, nên vua chúa của chúng ta phải cấm tà đạo trong dân chúng. Cũng nên nhớ là các thừa sai thực dân ăn lương hàng năm của các vị vua Pháp. Xem Nguyễn Sacli tuyển tập độc thần giáo, tội ác của Hội Thừa Sai Paris và Giáo hội Công giáo Việt Nam trong lịch sử mất nước hồi cuối thế kỷ 19. 3. Vì sao bắt hại những thừa sai và những người đầu não theo đạo Kitô? Lịch sử Pháp không nói đến những phạm pháp tày trời của các thừa sai, mà chỉ nói đến sự bắt hại các thừa sai và giáo dân của họ. Các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức không muốn bắt hại những người theo đạo Công giáo, chỉ muốn cấm tà đạo và mời các giáo sĩ ra khỏi nước Việt Nam. Nhưng càng mời họ đi thì họ lại chui rút về lại Việt Nam và xúi dục dân theo đạo Công giáo, phần đông là ít học, chống lại triều đình, nên các vị vua trên mới giết để làm gương cho quốc dân. Rước voi về giày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, phần 4. Lịch sử Pháp không nói đến những phạm pháp tày trời của các thừa sai, mà chỉ nói đến sự bắt hại các thừa sai và giáo dân của họ. Các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức không muốn bắt hại người theo đạo Công giáo, chỉ muốn cấm tà đạo và mời các giáo sĩ ra khỏi nước Việt Nam. Nhưng càng mời họ đi thì họ lại chui rút về lại Việt Nam và xúi dục dân theo đạo Công giáo, phần đông là ít học, chống lại triều đình, nên các vị vua trên mới giết để làm gương cho quốc dân. Sau đây, tôi xin dẫn chứng qua loa vài trường hợp. Tiếp theo phần 3. A. Linh mục Marsan, tên Việt là Marsan, Mã Sông, Cố Du, sinh năm 1803, mất năm 1835. Năm 1828, ba thừa sai là Ta Bert, tên Việt là Phú Hoài Nhân, Đức Cha Từ,
Odorico Tây Hoài Hoa và Gagelin Tây Hoài Hóa. Sau khi cho làm quan với tư cách là thông dịch viên ở Tây Hành Nhân, được trả tự do nhưng cấm không cho rao giảng đạo Kitô, nhưng họ vẫn cứ làm. Nên đến năm 1833, vua Minh Mạng mới ra sắc dụ tuyệt đối cấm chỉ việc hành đạo và truyền đạo. Marshall đến Việt Nam từ Macau năm 1829, giả làm người Chệt sang Nam Kỳ. Bị bắt và bị đuổi đi, nhưng lại chui rút về lại Việt Nam và nhân có loạn Lê Văn Khôi, theo Khôi và ngầm thông đồng với Sim. Sim giúp Nam Đạo Binh, cùng xúi đông đảo giáo dân chống triều đình đất nước, để có ý biến Nam Hà thành một nước, lấy Kitô giáo La Mã làm quốc giáo như các nước ở phương Tây. Marshall, Lê Văn Viên, con của Lê Văn Khôi bị lăng trì. Các thủ lãnh người Việt của đạo Kitô theo Lê Văn Khôi đều bị chém. Các thừa sai Tabert, Olivier và Gagelin được C.B. Chagnon đưa sang lại Đại Nam với chiếc tàu La Rose và đưa lén vào Huế. C.B. Chagnon được chính phủ Pháp phong làm lãnh sự ở Huế. Năm 1821, vì dốt chữ cho nên Pháp lấy người cháu là Eugène Chagnon làm lãnh sự ở Huế. Nhưng triều đình Minh Mạng không chấp nhận. Nói đến Lê Văn Khôi thì cũng nên nói đến tướng Lê Văn Duyệt. Ở đây cũng nên nói vài hàng về quan hệ giữa vua Minh Mạng và tướng Lê Văn Duyệt. Có thể nói là hai người là bạn thân với nhau, là hai chiến hữu. Hai người rất kính nể nhau. Ngay sau khi vua Minh Mạng lên làm vua, cũng như thế, người chống đối vua Minh Mạng lên làm vua là Nguyễn Văn Thành, chứ không phải là tướng Lê Văn Duyệt. Tôi xin đưa vài ví dụ mà một số sử gia đã xuyên tạc vì dùng những tài liệu của các thừa sai thực dân, trong đó có Trương Vĩnh Ký. Có người nói rằng vua Minh Mạng muốn bỏ chức tổng trấn của tướng Lê Văn Duyệt ở Gia Định, nhưng sợ, nghi ngờ bị hại tướng Lê Văn Duyệt đang còn sống nên không dám bỏ chức tổng trấn ở Gia Định. Chuyện này là sai. Chính tướng Lê Văn Duyệt đề nghị với vua Minh Mạng năm Minh Mạng thứ 13 năm 1832 là nên bỏ chức tổng trấn ở Gia Định và cho áp dụng chế độ phân hạt mới với các quan tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, trực thuộc trung ương như mới ban hành từ Kinh Đô ra tới ngoài Bắc. Vua Minh Mạng nghĩ ông có công và có tài nên dụ khuyên ông nên cố gắng làm việc, đợi sau sẽ xuống chỉ quyết định. Vua Minh Mạng chỉ áp dụng chế độ mới vì nhu cầu phải thực hiện sự cải tổ, tuần tự từng bước. Khi tướng Lê Văn Duyệt đã qua đời, chứ không phải vua Minh Mạng gồm tướng Lê Văn Duyệt có lực lượng mạnh dựa vào Kitô La Mã mà phải đợi tướng Lê Văn Duyệt mất đi mới dám làm, như các sử gia thực dân thuộc địa đã nói. Có người nói rằng tướng Lê Văn Duyệt ỷ thế lộng quyền, giết quan tham nhũng Huỳnh Công Lý tại Gia Định mới tâu lên triều đình sau. Chuyện này là sai. Huỳnh Công Lý bị tố cáo là có hành vi tham nhũng. Theo đơn khiếu nại của một số quân lính thì ông đã lợi dụng chức quyền để vơ vét tiền của dân chúng và của họ. Tổng trấn Lê Văn Duyệt đã khởi tố vụ án, vụ việc được ông chuyển ra Huế. Thực lục tập 2 từ trang 135 có nói. Năm Minh Mệnh thứ nhất năm 1820 tháng 9, phó tổng trấn Gia Định là Hoàng Công Lý tham lam trái phép, bị quân nhân tố cáo hơn 10 việc. Lê Văn Duyệt đem việc tâu lên, vua bảo Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Văn Xuyên rằng: "Không ngờ Công Lý quá đến thế, công trạng nó có gì bằng các khanh, duy nhờ tiên đế cất nhắc, ngồi đến phó tổng trấn, lộc nước ơn vua, thực không phải bạc, thế mà lại bóc lột tiểu dân, làm con mọt nước. Này tuy dùng phép buộc tội, nhưng dân đã khốn khó rồi." Vũ tướng Lê Văn Duyệt xé chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng do học giả Trương Vĩnh Ký, người theo đạo Kitô La Mã viết, theo các thừa sai thực dân cũng là sai, vì chính giám mục Tabert nói là không có. Vua Minh Mạng lên ngôi thì cử ngay tướng Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định cho đến lúc ông mất và khen thưởng công lao của tướng Lê Văn Duyệt hết sức nồng hậu. Vua Minh Mạng cũng phong cho Lê Văn Phong, cháu và là con thừa tự tướng Lê Văn Duyệt làm phó tổng trấn Bắc Kỳ và gả cho con của Phong là Lê Văn Yến, trưởng công chúa Ngọc Ngôn, con gái của Đức Phi Lê Thị Bình, em công chúa Lê Ngọc Hân. B. Giám mục Gautier, tên Việt là Ngô Gia Hậu, sinh năm 1810, mất năm 1877. Gautier được cử làm giám mục Nam Đàng Ngoài từ năm 1846, có 66.350 giáo dân rải rác trong 346 xứ đạo. Trong bức thư gửi đô đốc Dupré ngày 15 tháng 1 năm 1874, giám mục Gautier và Pusinier đã thúc giục chính quyền thuộc địa Pháp thiết lập một chính phủ công giáo tại Bắc Việt. Năm 1874, Gautier khuyến khích các làng công giáo tổ chức các đội dân quân võ trang, sau đó ra lệnh cho họ kéo quân đi đánh phá các làng không theo đạo Kitô La Mã ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Giám mục Gautier và Puccinia có nhiều tên đệ tử trung thành xuất sắc, trong số đó có Nguyễn Trường Tộ, theo hầu Gautier 10 năm, xem Thụy Khuê, quê hương ngày trở lại, Huế và hai linh mục Nguyễn Hoằng và Nguyễn Điều. C. Giám mục Pellerin, tên Việt là Phan, sinh năm 1813, mất năm 1862. Pellerin là người Pháp, được đưa sang Đại Nam vào khoảng năm 1846. Xin đọc mấy hàng của Nguyễn Sarkli trong bài viết Tuyển tập Độc Thần Giáo. Đầu tháng 5 năm 1857, giám mục Pellerin và linh mục Huck đến Paris trình bày kế hoạch đánh chiếm Đông Dương tại Ủy ban thuộc địa Pháp. Ngày 21 tháng 5 năm 1857, giám mục Pellerin và linh mục Huck được Napoleon III tiếp kiến tại Hoàng Cung. Sau đó, vào tháng 6 và tháng 8 năm 1857, Pellerin và Huck lại được Napoleon tiếp kiến thêm hai lần nữa. Toàn bộ kế hoạch xâm lược Việt Nam do hai giáo sĩ thừa sai này đề nghị đều được giáo hoàng Pio IX và Napoleon III tán thành. Khi liên minh Pháp, Ifanyo, Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Rigu de Ginuelli đánh chiếm Đà Nẵng vào những năm 1858 đến năm 1860 do Pellerin xúi dục, cho rằng sẽ có giáo dân Kitô La Mã giúp. Vua tự Đức giao trách nhiệm cho tướng Nguyễn Tri Phương làm thống chế quân vụ. Tướng Nguyễn Tri Phương thực hiện chính sách vườn không nhà trống, đưa dân vào Quảng Ngãi, làm cho quân Pháp Y không có lương thực, thuốc men, ngay cả nước uống. Trong khi đó, Pellerin xúi giáo dân đem lương thực cho liên minh Pháp Y và khuyên de Genuilly cầu cứu giáo dân ở Bắc Kỳ. Nhưng de Genuilly không nghe theo và đưa quân vào Nam để chiếm Gia Định, chỉ để lại ở Đà Nẵng khoảng 1.000 quân và 6 tàu chiến để cho đại tá Falken phụ trách. D. Giám mục Puccinia, tên Việt là Phước, sinh năm 1835, mất năm 1892. Puccinia xúi dục khoảng 60.000 giáo dân Kitô giáo La Mã chống lại triều đình để lập Bắc Kỳ tự trị. Theo Nguyễn Sarkli, sách đã dẫn, dựa vào thế lực mạnh của hội thừa sai Paris đối với chính quyền Pháp, giám mục Puccinia đã tỏ thái độ coi thường các quan chức thuộc địa tại Việt Nam. Vào tháng 7 năm 1874, giám mục Puccinia viết thư mắng đô đốc Dupré đã để cho thuộc hạ là Francis Garnier rút quân khỏi Bắc Việt. Tháng 8 năm 1885, giám mục Puccinia đòi tướng Cossy phải bắt Nguyễn Văn Tường bỏ tù. Giám mục Puccinia đưa ra chủ trương ổn định thuộc địa bằng cách công giáo hóa thuộc địa. Y tuyên bố, khi nào Bắc Kỳ biến thành một xứ công giáo thì nó sẽ là một nước Pháp nhỏ. Puccinia đòi hỏi chính quyền thuộc địa Pháp phải tiêu diệt giới nho sĩ Việt Nam, văn thân vì họ được dân chúng kính trọng. Họ không chấp nhận sự đô hộ của Pháp và chẳng ai trong số họ chịu theo đạo Kitô La Mã. Năm 1886, giám mục Puccinia ra lệnh cho linh mục Trần Lục ở Phát Diệm tăng viện cho Pháp 5.000 giáo dân binh để phá chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng. Giám mục Puccinia là người đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên chính sách bình định Việt Nam của thực dân Pháp. Chính ông ta đã cung cấp cho Pháp rất nhiều tin tức tình báo do giáo dân khắp nơi thu thập, báo cáo về các cuộc phản công của triều đình Huế và các cuộc binh biến của quân kháng chiến. E. Giám mục Tabert, tên Việt là Phú Hoài Nhân hay Cố Từ, sinh năm 1794, mất năm 1840. Khi có loạn Lê Văn Khôi, Tabert xúi giáo dân Kitô giáo La Mã giúp để chống đối triều đình. Khi quân triều đình ở Huế vào đánh thì Tabert trốn sang Sim, nhưng vua Sim không mấy niềm nở, Tabert lại trốn sang Tân Gia Ba. Theo Thụy Khuê, khi vua Minh Mạn lên ngôi, những năm đầu chưa có quyết định về đạo Gia Tô, nhưng vua cũng không muốn đạo này bành trướng nên không cho phép giáo sĩ vào thêm. Tuy vậy, giáo sĩ vẫn vào lậu. Tháng 5 năm 1821, Chenio từ Pháp về cho 4 giáo sĩ Olivier, Gillon, Tabert, Gagelin trốn vào. Vua Minh Mạng được thông báo, biết nhưng lờ đi, không hỏi tội. Năm 1827, Tabert trở thành không sai giáo hoàng, thầy Labatet qua đời năm 1822. Tháng 5 năm 1833, Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt, khởi loạn trong Nam, cũng với sự hỗ trợ của nhóm thừa sai, trong đó có Marchand và Tabert muốn lật đổ triều Nguyễn, lập một nước ở Gia Định, theo đạo Gia Tô La Mã. Thừa sai Gagelin bị bắt vì tội đã trốn khỏi địa hạt bị quản thúc, đi khắp nơi giảng đạo. Gagelin bị xử giảo thắt cổ ngày 17 tháng 10 năm 1833. Tabert, không sai của giáo hoàng, sợ quá, chạy sang Sim. F. Một số người Việt Kitô giáo La Mã đã làm tay sai cho các thừa sai và Pháp. 1. Đỗ Hữu Phương, sinh năm 1844 tại Sài Gòn.
Lúc trước xin đi học làm linh mục ở Penang, sau về lại Sài Gòn làm tay sai cho Pháp, chống triều đình, đánh phá Nguyễn Trung Trực. Nghe tin cụ Nguyễn Trung Trực bị Pháp giết, vua Tự Đức có làm bài văn tế để tế cụ. Đỗ Hữu Phương được Pháp cho làm tổng đốc Sài Gòn. 2. Trần Bá Lộc, sinh năm 1834 tại Long Xuyên, là người theo đạo Kitô La Mã, gia nhập đoàn quân Kitô La Mã của Sanner để đánh chiếm thành Rạch Giá, sau đó lại được lệnh đánh phá nghĩa quân từ Quảng Nam đến Phan Thiết, được Pháp cho làm tổng đốc Rạch Giá. 3. Trần Tử Ca, sinh tại Gò Vấp, lúc trước theo nghĩa quân, sau đó theo đạo Kitô La Mã và theo Pháp để đánh lại nghĩa quân ở các tỉnh miền Tây. Năm 1862, được Pháp cho làm tri huyện Hóc Môn, bị nghĩa quân giết vào đêm ngày 9 tháng 2 năm 1885. 4. Huỳnh Công Tấn, là một người theo đạo Kitô La Mã, nằm trong nghĩa quân của cụ Trương Công Định, nhưng sau đó lại ám sát cụ Trương Công Định vào ngày 20 tháng 8 năm 1864 và ngày 19 tháng 9 năm 1868 với lính tập người Kitô La Mã vây bắt cụ Nguyễn Trung Trực ở đảo Phú Quốc, được chính phủ Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh. 5. Tạ Văn Phụng hay Phêrô Lê Duy Phụng, lúc trước được đưa đi học để làm linh mục tại Penang, sau do Pusinier xúi mượn danh nghĩa là hậu duệ nhà Lê đánh chiếm Bắc Kỳ, muốn biến Bắc Kỳ thành một nước tự trị Kitô giáo đối đầu với triều đình. Triều đình phái tướng Nguyễn Tri Phương ra dẹp giặc, bắt Tạ Văn Phụng về kinh đô Huế xử tử. Các thừa sai cùng các người Việt Kitô giáo La Mã trình ở trên đã giết hàng ngàn lính của triều đình và hàng vạn dân Việt Nam. Qua ba triều vua Minh Mạn, Thiệu Trị, Tử Đức, các vị vua cũng chỉ giết khoảng trên dưới chừng 100 người là những thừa sai, những linh mục Việt và những người thủ lãnh cầm quân đánh lại triều đình. Còn những người dân theo đạo Kitô La Mã thì bị đánh roi hay giao cho các quan khuyên giải rồi tha cho về và chỉ dụ cho các quan nên nhẹ tay và khoan hồng vì cho rằng họ ngu muội theo tà đạo. Những điều tôi viết ở trên là chuyện lịch sử. Công bằng mà nói, theo sự quan sát của tôi thì bắt đầu dưới triều Thành Thái cũng có những người Công giáo Việt Nam thấy những hành vi bóc lột, cao ngạo, trịch thượng của thực dân Pháp đã lên tiếng hay gia nhập vào các đảng phái để chống đối kịch liệt dưới hình thức này hay hình thức khác, nên đô hộ của Pháp, trong đó cũng có những giáo sĩ và quan lại. 3. Canh tân đất nước. 1. Gặp khó khăn. Các vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cũng muốn canh tân đất nước như Nhật Bản. Nhưng các vua Minh Mạng, Thiệu Trị thì lo các thừa sai cùng giáo dân Kitô giáo La Mã đánh phá, đòi chiếm đất tự trị Bắc Kỳ, Nam Kỳ như ở Trung Quốc. Chiến tranh Na Phiến năm 1839 đến năm 1856 thì còn thì giờ đâu để canh tân như Nhật Bản, mặc dù hai vị vua này cũng cho sinh viên Việt Nam sang Tây Phương học hỏi, chế tạo tàu đồng theo kiểu Tây Phương, cho chạy thử từ Huế vào Đà Nẵng. Còn dân Việt Nam sang Tây Phương du học, nếu không phải là giáo dân Kitô giáo La Mã, thì bị các thừa sai Pháp làm khó dễ. Thấy Anh thành công chiếm Trung Quốc do vũ lực trong chiến tranh Nha Phiến năm 1839 đến năm 1856, Pháp muốn cạnh tranh với Anh nên cũng dùng vũ lực tối tân nhờ cuộc cách mạng công nghệ và sự cạnh tranh đi chiếm thuộc địa của các nước Tây Phương như đã trình trên, và cũng do các thừa sai Pháp đã dọn đường sạch sẽ cho Pháp chiếm Việt Nam. Năm 1857, lấy cớ bảo vệ các giáo sĩ, Pháp tấn công Đà Nẵng với sự đồng lõa của Pellerin, Napoleon III và giáo hoàng Pi IX. Nhưng việc không thành vì có tướng Nguyễn Tri Phương đối đầu, mặc dù vua Thiệu Trị không hại các thừa sai người Pháp như Lefebvre. Sau đó, Pháp bỏ Đà Nẵng cũng do các thừa sai xúi dục vào đánh chiếm Gia Định, Sài Gòn vào năm 1858 và Pháp bắt đầu từ từ chiếm Việt Nam làm thuộc địa với Hòa ước Nhâm Tuất. Ngày 9 tháng 5 năm Nhâm Tuất, ngày 5 tháng 6 năm 1862 làm cho cụ Phan Thanh Giản phải tự vẫn. Còn vua Tử Đức phải đánh nhau với Pháp trong gần 20 năm, có sự hỗ trợ của các thừa sai và giáo dân Kitô giáo La Mã thì làm sao có thì giờ đâu để canh tân đất nước. Vua Tử Đức rất ưa chuộng những bài tường trình của Nguyễn Trường Tộ, nhưng Nguyễn Trường Tộ là người theo đạo Kitô La Mã, là tay sai của giám mục Cartier, và chính Nguyễn Trường Tộ xin vua Tử Đức để cho giáo sĩ tham chính, làm cho triều đình nghi ngờ là nếu có canh tân được thì các giáo sĩ sẽ nhảy vào tham chính. Nhà Nguyễn cũng đã hy sinh ba vị hoàng đế do Pháp đưa lên ngôi để rồi chống lại sự đô hộ của Pháp. Những nước như Ấn Độ, Trung Quốc, dân số và đất đai lớn hơn gấp 10 lần nước Việt Nam mà còn bị Tây Phương xâm chiếm, huống hồ một nước nhỏ bé của chúng ta. Cái rủi của chúng ta là không được Mỹ tiếp cận lúc bấy giờ như Nhật Bản, lúc bấy giờ chứ không nói đến sau này.
Nói tóm lại, Việt Nam mình xui nếu gặp được Mỹ sớm như ở Nhật và nước Nhật không bị các thừa sai cùng giáo dân của họ quấy rối lúc bấy giờ. Có lẽ Việt Nam mình cũng sẽ văn minh về khoa học, kỹ thuật như Nhật. Cũng nên nói rằng, hiệp thương buôn bán giữa Nhật và Mỹ không nhắc đến đạo Kitô giáo. Nhật là một nước cấm thừa sai rất gắt gao, giết thừa sai và giáo dân nhiều nhất ở châu Á. Các thừa sai sống chui rút, nếu chính quyền biết được là giết liền, không nói năng chi cả. Cũng vì thế mà hiện giờ, ở nước Nhật có ít người theo Kitô giáo nhất ở Á Châu. 2. Củng cố trong nước. A. Khi vua Gia Long đã thống nhất đất nước thì nhà vua đã mở rộng lãnh thổ. Sau đó vua Minh Mạng còn là nhà kiến trúc, xây 23 thành trì. Hưng Hóa năm 1821, Sơn Tây năm 1822, Quảng Bình, Ninh Bình năm 1823, Bắc Ninh, Cao Bằng, Định Tường năm 1824, Quảng Yên năm 1827, Nghệ An năm 1831, Hưng Yên năm 1832, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam năm 1833, An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, Lạng Sơn năm 1834, Hà Nội năm 1835, Gia Định, Sài Gòn năm 1836, Phú Yên, Bình Thuận, Quảng Trị năm 1837, Biên Hòa năm 1838, Thiệu Trị xây thêm thành Tuyên Quang năm 1844. Nếu vua Minh Mạng không chết vì ngã ngựa, chưa chắc quân Tây Dương đã dám đụng đến nước ta. Bởi tất cả những thành trì kiên cố này đã ngăn chặn quân Pháp, gây khó khăn nên họ không thể nhanh chóng mà chiếm được, phải mất 20 năm. B. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, chính sách ngoại giao. Chính quyền trung ương cai quản cả nước, mỗi thành có một tổng trấn trông coi, mỗi tỉnh thì có tổng đốc hay tuần phủ trông coi. Cho ra hoàn việc luật lệ, lập lệ giám thuế cho dân, lập văn miếu, hòa hiếu với Bắc Phương, Chân Lạp, Simla. Năm 1817, bá tước de Kergarion mang quốc thơ của Louis XVIII xin thi hành hiệp ước Versailles, bị vua Gia Long đuổi về nhưng vẫn cho hai thuyền buôn Rose và Le Henry vào Đà Nẵng bán hàng hóa và mua chè, lụa, trở về lại Pháp. C. Xác lập chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà hiện nay Việt Nam có chứng cớ để kiện với quốc tế về chủ quyền của mình. Đại Nam nhất thống toàn đồ, trong đó có Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa, năm Minh Mạng thứ 14. Thiên Nam tứ chí lộ độ thư. Ba chữ có gạch đỏ đứng là chữ Nôm, bãi cát vàng, hai chữ Hán màu đỏ, Quảng Nam. D. Phát triển nền văn hóa dân tộc với việc để lại những di sản văn hóa. Sự thống nhất về chính trị thúc đẩy sự phát triển về văn hóa rất nhiều. Lời bình của cố giáo sư Trần Văn Dầu cho ta thấy một đỉnh cao văn hóa dưới thời nhà Nguyễn như Văn Tế Trận Vong Tướng Sĩ, Văn Tế Châu Văn Tiếp, Văn Tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, Kim Vân Kiều. E. Hình thành những thị cảng có vai trò quan trọng như Hội An, Cù Lao Phố, Mỹ Tho, Đại Phố, Hà Tiên và Sài Gòn. F. Đường Thiên Lý, đường Cái Quan là đường quốc lộ số 1 ngày nay, chạy suốt từ Nam Quan đến Cà Mau. Và sông Vĩnh Tế, phương tiện giao thông rất thuận lợi mà cả ngày nay năm 2022 cũng khó mà bỏ qua được. Chưa kể với hàng trăm sông đào khác khắp cả nước Việt Nam, Nguyễn Ánh trong bối cảnh chiến tranh vẫn cho xây dựng đồn điền, làng mạc, không có một mảnh đất phì nhiêu nào mà không có người đến khai thác, không có một khu rừng nào mà không chăm sóc, cấm mê tín dị đoan, vân vân. G. Chưa nói đến công lao của các chú Nguyễn đã mở nước, không bạo lực, từ vĩ tuyến thứ 13 Bắc Phú Yên đến vĩ tuyến thứ 7 Bắc, để chúng ta ngày nay tự hào là nước mình hình cong như chữ S với rừng vàng, biển bạc. Tạm kết luận. Như đã trình ở trên, Eric Rollet đã nói, Evangelizer pour coloniser, truyền giáo để chiếm thuộc địa. Các nước Tây Phương nhờ các thừa sai của Vatican xúi dục từ thế kỷ thứ 17 đi chiếm thuộc địa để tiện đường mang tin lành đến những nước chậm tiến, mang rợ để cứu rỗi linh hồn người mang di. Nhưng thời cơ của các nước Tây Phương chưa thuận tiện, để rồi gần cuối thế kỷ thứ 19, các nước Tây Phương mới hùng mạnh, kinh tế dồi dào, vũ khí, chiến hạm tối tân, đua nhau đi chiếm thuộc địa mà các thừa sai đã dọn đường sạch sẽ. Vậy có Nguyễn Phước Ánh, có các vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức hay không có Nguyễn Phước Ánh, các vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Pháp vẫn chiếm Việt Nam như thường, cũng như chiếm Ấn Độ, Trung Quốc, những nước mà dân số cùng diện tích lớn hơn gấp 10 lần đất nước và dân số của Việt Nam. Ở thế kỷ thứ 17, Pháp đã muốn chiếm Việt Nam do các thừa sai thực dân xúi dục,
Xin xem ở trên, khi mà Nguyễn Phước Ánh chưa sinh ra, sinh năm 1762, và mấy ông Tây phiêu lưu ít học mà Nguyễn Phước Ánh đã lợi dụng cũng chưa sinh ra. Các tờ sai thực dân xin xem ở trên, ở thế kỷ thứ 17 và ở gần cuối thế kỷ thứ 19 không dính dáng gì cả đến Nguyễn Phước Ánh và mấy ông Tây phiêu lưu ít học mà Nguyễn Phước Ánh đã lợi dụng. Thế mà có người vu khống cho Nguyễn Phước Ánh, cọng rắn cắn gà nhà cho được. Nói như vậy có phải là hàm hồ quá chăng? Các vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức chẳng những không phải là những hôn quân mà là những vị vua minh quân, không bế quan, tỏa cảng, giao thiệp rộng rãi với Pháp, với các nước lân bang, cùng các nước Tây Phương, tìm đủ mọi cách để canh tân đất nước. Pháp chiếm Việt Nam vì nhờ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở Tây Phương, vũ khí chiến hạm của họ hơn hẳn vũ khí chiến hạm ở Á Châu, cùng với phong trào đua nhau đi chiếm thuộc địa với sự đồng lõa của các thừa sai và giáo dân của họ làm nội ứng. Pháp lấy danh nghĩa bảo vệ thừa sai và giáo dân Kitô La Mã để đánh chiếm Việt Nam, thì Việt Nam mình làm sao chống nổi? Ngay cả Ấn Độ, Trung Quốc cũng đều bó tay. Ở đời, những thế hệ sẽ qua đi nhưng lịch sử vẫn còn đó. Kính xin độc giả vui lòng cho ý kiến để tôi được học hỏi thêm. Kính Nguyễn Vĩnh Tráng, Tiết Hàng Lộ, Năm Con Cọp. Từ trithứcvn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.